Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là ngày thứ ba chúng tôi có mặt tại thành phố Lào Cai. Và bây giờ tiếp tục cuộc hành trình của WinWin Việt Nam, một đơn vị mới. Hải Yến xin được trân trọng giới thiệu cựu chiến binh Đỗ Minh Thủy. Và sau đây sẽ là câu chuyện của Đỗ Minh Thủy. Xin chào em. Vâng, chào chị. Trước hết là rất cảm ơn em đã đồng ý chia sẻ câu chuyện của mình trong cuộc chiến tranh vệ quốc. Bây giờ thì chị rất là muốn em giới thiệu với khán giả của WinWin Việt Nam câu chuyện của em trong cái cuộc kháng chiến chống xâm lược Trung Quốc tháng 2 năm 1979. Dạ vâng. Xin kính chào quý khán giả. Tôi tên là Đỗ Minh Thủy. Hiện đang sinh sống tại phường Phố Mới, thành phố Lào Cai. Hôm nay có chị Yến lên thì tôi cũng hồi tưởng lại cái thời kỳ bắt đầu nhập ngũ. Thì thực ra cái cuộc sống thì của người ta ai cũng mơ ước đến một cuộc sống hòa bình để mà thực hiện cái ước mơ nguyện vọng của mình theo mỗi ý tưởng của con người. Tôi lúc đó là một học sinh vừa tốt nghiệp phổ thông xong. Tôi rất yêu biển, tôi muốn trở thành một ngành nghề của ngành thủy sản, thủy hải sản. Đấy, vì tôi muốn, tôi mơ, rất mơ ước về biển. Đấy, nhưng mà cái ước mơ đó của tôi không thành. Lý do là lúc đó là đất nước ta lại rơi vào một cuộc đe dọa của xâm lược của Trung Quốc. Thế là ước mơ đó tôi phải gác lại và tôi nhập ngũ theo tiếng gọi của Đảng và Nhà nước. Và tôi nhập ngũ vào tháng 8 năm 1978. Sau khi mà nhập ngũ thì tôi được điều lên, đơn vị tôi điều lên thành phố Lào Cai, thị xã ngay ở Lào Cai, đóng quân. Tôi còn nhớ như in là cuộc chia tay của gia đình và người thân, bạn bè cùng học đưa tiễn chúng tôi lên đường. Thế sau khi vào bộ đội tháng 8, chúng tôi vừa xây dựng doanh trại, vừa huấn luyện. Thực ra thời gian huấn luyện của chúng tôi chưa nhiều. Thì đến ngày 17 tháng 2 cuộc chiến đã xảy ra. Thế thì tôi còn nhớ là khi chúng tôi ở trên chốt được chứng kiến những loạt pháo đầu tiên của quân Trung Quốc bắn vào hai cái địa điểm. Một là cầu Phúc Lếu, hai là nhà máy điện. Đấy. Và sau khi là đấy, và vào sáng sớm ngày 17 tháng 2 đến bây giờ chúng tôi vẫn còn nhớ như in. Thế sau khi chúng tôi đã biết rằng là Trung Quốc là đã bắt đầu tấn công thì đơn vị chúng tôi đã vào cái tư thế trực chiến ở mức độ cao nhất. Thế đến ngày 17 thì chúng đã bắn pháo binh sang nhưng mà chưa tổ chức lực lượng bộ binh. Thế nhưng mà chúng tôi đã ở cái tư thế là sẵn sàng chiến đấu rất là cao rồi. Và đến ngày tối ngày 18 thì quân Trung Quốc bắt đầu là đánh từ phía Lậm Sò, tức là phía km 6 Bản Phiệt, đánh ra, đánh qua trung đoàn 254 và bắt đầu đánh vào đến đơn vị của chúng tôi. Thế thì ngày 17 là chúng tôi chỉ, đơn vị chúng tôi là chỉ có tổ chức bắn lại Trung Quốc bằng hỏa lực sẵn có của đơn vị, tức là pháo cối 82 và pháo 57. Đấy là ngày 17. Còn bộ binh nó chưa tấn công thì chúng tôi là lúc đó là bộ binh xung lực, cho nên là cũng chỉ ở cái tư thế sẵn sàng chiến đấu cao thôi. Thế đến ngày 19 thì bắt đầu quân Trung Quốc nó triển khai tấn công bằng bộ binh lên đơn vị của chúng tôi. Đơn vị của chúng tôi là lúc đó là C3 của tiểu đoàn 5. Thì C3 của chúng tôi được đảm nhiệm một cái vị trí từ giữa cái rông, giữa tiếp giáp với C1 và lên thì lúc đó quân Trung Quốc đánh qua 254 và đánh lên đơn vị tôi, thì lúc đó tôi lại là, tức là đơn vị là nó trải dài ra một cái đoạn tầm khoảng hơn 1 km.
Đấy, cho nên là tôi thì ở phía dưới, mà đại đội chốt đỉnh cao nhất thì do đại đội trực tiếp thì lại ở cách ở điểm cao nhất của cái dông đó, thì lúc đó đánh Trung Quốc đánh vào cái chỗ địa điểm cao nhất do đại đội chỉ huy, thì chúng tôi lúc đó cũng chưa trực tiếp tiếp xúc. Thì đến chiều ngày 19 thì coi như là lúc đó là đồng chí đại đội trưởng đã bị hy sinh, và đồng chí Triệu Tiến Xuân ấy, là đã hy sinh, và đồng chí đại đội phó lên thay. Và khi đó thì đồng chí Châu là đại phó lên thay ấy, thì đã điều tôi cùng 4 đồng chí khác lên tăng cường cho B1 của đại đội 3. Đấy. Thì tôi cùng 3 đồng chí nữa là đồng chí Triều, đồng chí Quý và đồng chí Pan. Bắt đầu là tăng cường cho tiểu đoàn 1, cho B1. Thì chúng tôi bắt đầu là theo lệnh của chỉ huy là chúng tôi tiến lên vào cái khu vực ác liệt nhất của đại đội. Thì đi dọc đường thì đồng chí Pan đã bị Trung Quốc lấp bắn tỉa, và đồng chí đã bị thương ngay khi chưa tới vị trí. Đấy. Còn lại tôi và đồng chí Triều và đồng chí Quý tiếp tục vào dọc đường này, thì đã gặp qua quá trình chiến đấu ở trên đỉnh cao đó là rất ác liệt, nên đồng chí đại đội trưởng hy sinh vẫn còn nằm dựa trên lòng hào. Thế đi vào tiếp thì đồng chí Thanh, đồng chí Dũng hy sinh. Thế nhưng mà chúng tôi cũng vượt qua những cái đó, mặc dù rất là thương xót đồng đội nhưng không thể dừng lại và vẫn tiếp tục vào để ngăn chặn cái hướng tấn công của địch. Thế thì khi vào đến nơi đến thì Trung Quốc đó đã chiếm được 1/4 cái trận địa của B1, là cái hầm kèo hầm chữ A ấy. Thì tôi và các đồng chí tăng cường đó cũng chiếm giữ một cái hầm chữ A cách nhau khoảng 15 mét, và hai bên bắt đầu là lém lựu đạn và bắn nhau. Đấy. Và không bên nào tiến lên thêm được nữa, và chốt chặn ở đấy. Thì đồng chí Châu có nói là bằng mọi giá các đồng chí phải giữ được vị trí này, ngăn chặn được hướng tấn công này của địch để đơn vị củng cố đêm nay lấy lại chốt. Đấy, tôi thế thì ba chúng tôi động viên nhau quyết tâm, tức là dùng lựu đạn để chiến đấu và dùng AK sẵn sàng là tổ chức chiến đấu chống, để ngăn chặn hướng tấn công của địch theo ý của đồng chí đại đội trưởng, theo lệnh của đồng chí đại đội trưởng. Thế cả đêm hôm đó đến suốt đêm là không bên nào tấn công được, bên nào không tiến lên được thêm tí nào nữa, Trung Quốc cũng không tiến được và ta cũng không tiến được, thì cứ gọi là cương quyết giữ vững cái trận địa mình theo lệnh của đồng chí đại đội trưởng đã giao. Đấy, chúng tôi bám trụ và cương quyết không cho địch tấn công thêm một tí nào nữa. Thế đến nửa đêm thì chúng tôi đã nhăm nhăm hướng về phía trước, cảnh giới cao độ. Đấy. Thế nhưng mà địch không thấy tấn công, thì bỗng nhiên thì có tiếng xô xoạt từ phía sau ở lòng hào phía sau. Thì tôi khi đó và tôi đồng chí Triều ngồi cạnh nhau, quay ra trời mờ mờ dưới ánh trăng đêm rất là mờ, thì phát hiện là hai thằng Trung Quốc đấy bò dưới lòng hào, nhưng mà từ phía sau bò lại. Thế lúc đó tôi theo phản ứng thì chỉ có biết là rút chốt quả lựu đạn sẵn sàng ấy, tôi để trên bờ hào ấy, là rút chốt và thả qua vai đồng chí Triều và thả vào cái lưng thằng địch, thì vào lưng cái thằng bò sau. Đấy. Thế thì quả lựu đạn lổ, thì thằng bò trước nó cũng choáng váng và nó chồm lên lao về phía trước, thì đúng đến trước mặt tôi và đồng chí Triều. Thế là đồng chí Chí Triều coi như là lấy súng bắn, nhưng mà không hiểu lý do gì lúc đó là do súng không nổ, thì tôi lại chộp lấy khẩu súng của tôi ở bên cạnh, và lúc đó là mũi súng là đã vào chạm ngay vào người thằng Trung Quốc, lính Trung Quốc, và tôi bóp cò. Thế tên địch ngã xuống,
Thì lúc đó tôi nghĩ là chúng tôi đã rơi vào vòng vây của địch, nhưng không phải. Chúng tôi cảnh giới xung quanh nhưng mà không thấy địch tấn công. Thì không phải về sau khi chúng tôi ra kiểm tra địch thì thấy rằng là trên người địch không có súng mà chỉ có bao đạn, bi đông nước, thì chứng tỏ chúng đã tấn công và khát nước quá, cử nhau đi lấy nước. Đấy. Lấy nước thì cho nên là chúng cũng không phát hiện chúng tôi ở đó. Do trời tối nên chúng nó mất phương hướng và đã rơi vào chỗ ngay chỗ anh em chúng tôi đang ngồi. Đấy. Thế chẳng là lúc đó chúng tôi biết là chúng tôi đã rơi và địch đã tấn công qua cái khu vực nó cắt từ phía sau cắt lại, cho nên là chúng tôi đã rơi vào, vô tình rơi vào lọt thỏm vào vòng giữa dòng địch rồi. Thế thì chúng tôi cảnh giác cao độ để quan sát xung quanh và chờ sự tiếp viện của đại đội vào. Nhưng đến khoảng 1-2 giờ sáng, đó không nhớ chính xác, nhưng khoảng 1-2 giờ sáng thì chúng tôi lại nghe thấy tiếng xì là xì lồ, dạng như cái điện đài thông tin của địch gọi nhau 1-2-3-4 ấy, kiểu như mà nó tiếng nói tiếng Trung Quốc xì là xì lồ, nhưng mà cái giọng của giọng thông tin. Thì chúng tôi lại phát hiện ra một tốp địch thông tin ngồi ở bụi chè ngay trên sân bóng chuyền của đại đội, trên đỉnh cao của đại đội, cái chốt của đại đội. Thì trên chốt đó là có một cái sân, khi chưa xảy ra chiến tranh chiến sự ấy, là đơn vị có làm một cái sân bóng gọi là tập thể dục và chơi bóng chuyền. Thế lúc đó thì tôi mới phát hiện ra tốp địch thông tin của địch đang ngồi lúc ở bờ chè, ngồi ở đấy và gọi nhau. Thế là tôi mới, với cương vị là tổ trưởng, thì tôi mới giao nhiệm vụ cho đồng chí Triều là ngồi kế tôi, là đồng chí cầm súng cảnh giới cho tao. Thế sau đó là tôi cầm 3 quả lựu đạn tiến gần lại phía tổ đài của địch. Tôi để 2 quả trước trên bờ hào và tôi cầm 1 quả tôi lém. Mà lém thì tôi lúc đó thực ra là cũng do là cái thời học sinh chưa được huấn luyện nhiều nên thiếu kinh nghiệm, cho nên là tôi kém cấp tập luôn cả 3 quả. Mà đáng nhẽ quả lựu đạn nó 7 giây nó mới nổ, nhưng mà tôi ném liên tục 3 quả. Thì thời gian đó thì có một thằng Trung Quốc nó nhặt được 1 quả nó ném lại tôi. Thế này tôi sau khi mà ném được qua 3 quả lựu đạn nổ thì thấy tiếng chúng nó rú lên, thì tôi bắt đầu mới lao lùi lại trở lại chỗ hố bắn, chỗ đồng chí Triều ngồi cảnh giới cho tôi đó, để lấy súng. Thì trong quá trình tôi di chuyển thì có một thằng chắc bị thương và nó nhặt được quả lựu đạn chưa nổ đấy, nó ném theo. Thì tôi về đến đấy thì kiểu là cũng rơi xuống lòng hào và lổ, nhưng rất là may mắn, không hiểu sao nữa là tôi không bị thương mà chỉ có bụi đá và thuốc súng coi như nó sộc vào mặt rát bỏng và tôi ho sặc sụa. Nhưng mà đến khi sau một lúc không yên tĩnh thì tôi có hỏi đồng chí Triều là nhìn xem tôi có bị thương không, nhưng rất là may là không bị thương tí nào. Lúc ấy thì sau khi mà lém được 3 quả lựu đạn vào tổ đài thông tin của địch thì tôi rút về chỗ đồng chí Triều và cầm súng để cảnh giới sự tấn công của địch. Thế nhưng mà mọi thứ lại trở lại yên ắng của màn đêm buông phủ khắp trần địa, mà chúng tôi cảnh giác rất cao độ nhưng không thấy gì tiếp theo, không thấy sự tấn công của địch tiếp theo. Chứng tỏ rằng là tổ đài thông tin của địch là nó đã đi sau đội hình và đội hình của nó đã đi sâu vào trong cái khu vực trận địa của đơn vị rồi. Đấy. Thế sau khi mà chúng tôi chờ đến sáng, tức là mờ mờ sáng, lúc đó vào khoảng 5 giờ sáng gì đó thì không thấy địch tấn công mà cũng không thấy quân ta đâu nữa, thì chúng tôi buộc phải bàn nhau là rút ra khỏi trận địa, nếu không là sáng ra thì chúng tôi chỉ còn 3 người thì chắc chắn sẽ nằm thọc trong vòng vây đội hình của địch, thì chắc chắn chúng tôi sẽ khó mà chống đỡ nổi. Thế chính vì nhận định tình hình như vậy nên chúng tôi còn ba chúng tôi quyết tâm bàn nhau là sẽ phải rút ra khỏi cái khu vực mình đang chốt chặn.
và chúng tôi đã phía sau đã có địch rồi, nên chúng tôi không thể rút theo lòng hào về phía sau nữa, mà chúng tôi buộc phải đi xuống phía sông Lậm Thi, tức là phía mà đội hình của địch tấn công lên đấy, và luồn theo, lợi dụng địa hình địa vật rừng rậm để luồn để bò ra. Thế thì khi mà đến vào cái đoạn mà do B2, đội hình của B2, thì chúng tôi mới rẽ để lên cái hướng B2 đóng quân. Thì quá trình chúng tôi là rút quân thì có gây ra tiếng sột soạt, và một đồng chí, bây giờ là đồng chí Đông, phát hiện ra và tưởng chúng tôi là vì là ở hướng biên giới đi lên, cho nên là đồng chí Đông tưởng là Trung Quốc tấn công, nên đồng chí đó đã bắn một loạt AK và đồng chí Hùng cầm quả lựu đạn lép. Nhưng rất may mắn là chúng tôi là không dính, mà nó chỉ vọt qua đầu. Và sau khi lắng nghe thì nghe tiếng Việt Nam, và chúng tôi đã phát hiện ra và là quân ta, nên là đồng chí Triều đã hô lên là tao đây, Triều đây, đừng bắn nhé. Thì chúng tôi lúc đó đã nhận ra nhau và chúng tôi lên đồng hào, thì chúng tôi vào được đội hình đấy, vào đội hình của đơn vị. Thế sau khi mà qua một đêm căng thẳng chiến đấu và không có nước uống, cho nên lúc đó chúng tôi rất là khát, khát vô cùng. Sau khi lên được đến đơn vị thì tôi có đi về phía lán phía sau để tìm nước uống. Thì đúng lúc đó là đơn vị nhận được lệnh rút quân, mà tôi thì lại không nhận được lệnh. Thế là sau khi mà tôi quay trở ra lòng hào thì không thấy ai nữa. Thì tôi đã đi vòng quanh khắp tiểu đoàn để tìm, nhưng lúc đó là do là đã có lệnh rút quân nên đơn vị đã rút hết đi. Thế tôi một mình lạc lõng ở giữa rừng của với đêm ngày 19. Nhưng mà tôi đã đi về đến tiểu đoàn và tôi đã lấy tăng võng ra rừng, tôi mắc để nghỉ đêm, chứ không nghỉ ở trong lán, sợ Trung Quốc tập kích. Sau khi một đêm ngày 20 thì là tôi tỉnh dậy và bắt đầu là tôi theo các cái sườn đồi dọc đường tàu là rút về phía sau. Thì đến ngã ba, đến ngang với chỗ trường học ở Vạn Hòa thì tôi lại thấy một đơn vị pháo binh của địch đóng quân đấy. Đấy. Thế thì tôi mới đi tiến lên, định ngang qua cái chỗ gần đó, nó cách một cái hồ nữa. Thế là tôi định dùng AK để bắn vào bọn pháo binh, nhưng lại va ngay vào một cái đội hình của quân Trung Quốc. Nó nằm nghỉ trưa ở giữa đồi sắn ấy. Tức là Trung Quốc nó chia làm ba cánh quân. Một cánh quân từ cứ bờ sông nó tiến, một cánh quân là ở dọc đường sắt, và một cánh quân nữa là các lưng chừng tứ đồi này đi đồi kia nó tiến. Tức là ba cánh quân của Trung Quốc là rất đông, nên nó chia làm ba cái cánh quân nó tiến. Và khi đến ngang cái ga phố mới, tôi đứng trên còn thấy 3-4 cái tăng của quân Trung Quốc vào nó tàn phá cái ga. Quả đầu tiên bắn vào cái nhà gác ghi phía bắc, và sau đó 4 cái vào quần thảo ở cái ga Lào Cai. Nhưng bởi vì là lúc đó chỉ có mỗi một mình một súng AK không, thì cho nên là nhìn như xem phim mà không làm gì được quân Trung Quốc. Thế sau đó tôi tiếp tục đi và gặp pháo binh, đội hình pháo binh nó đã đến Vạn Hòa, và cái đội hình bộ binh của nó thì cũng đã ngang với cái trường học của Vạn Hòa rồi. Thế một mình tôi lại phải vòng qua cái đội hình của địch để mà đi tiếp. Đấy. Sau khi mà đi đến dưới cây gốc đa ấy, thì tôi có chờ trời tối để mà theo sông đi cho nó an toàn. Thế nhưng mà lại thấy có một người dân
vừa đi vừa rên, đeo một tay lại vừa đi vừa rên. Nên là tôi mới nhìn trước nhìn sau không thấy ai, tôi mới hắng giọng mà gọi người đó. Thì người đó nói là quân Trung Quốc vừa bắn tôi. Đấy, nó tưởng là dân quân cho nên nó bắn bị thương vào vai. Thì sau khi nó xác định là dân cho nên là nó cũng cho đi tiếp. Và đi tiếp thì đến khi mà tôi biết là phía trước không còn địch nữa, là tôi cùng đó và đi tiếp thì đến Giang Đông thì bắt đầu gặp lại được đơn vị. Đấy là trận chiến đấu đầu tiên cái thời buổi là khắc sau khi mà chiến tranh mở màn. Thì đấy là lần đầu tiên từ một người học sinh tôi trở thành người lính đi bảo vệ Tổ quốc, và đấy là trận chiến đấu mà nó đi vào lịch sử và ký ức, mà có lẽ là những người như tôi, đồng đội của tôi cũng vậy, và không ai quên cái trận đánh lịch sử đó. Sau đấy những ngày về sau thì tiếp theo như thế nào? Những ngày tiếp theo thì đơn vị có tổ chức nhiều trận đánh cuốn chiếu để kìm chiến lược chân sự tiến công của địch, bởi vì chúng ta thừa biết lúc đó là đơn đất nước của chúng ta, quân đội của chúng ta còn đang vướng một cái gánh nặng rất nặng nề ở phía Nam. Thế mà quân phía Bắc thì lúc đó cũng là không ngờ rằng Trung Quốc lại tổ chức tấn công ta vào cái dịp đó. Cho nên là cái quân đơn vị chúng tôi là một đơn vị địa phương mà rất là mỏng và thưa thớt. Cho nên là mà quân Trung Quốc thì lại cực đông. Chúng đã tổ chức tấn công ào ạt, nhưng mà mặc dù là ít, mặc dù thưa nhưng mà đơn vị vẫn tổ chức đánh cuốn chiếu để kìm hãm sự tấn công của địch. Đấy cho nên là đơn vị tôi thì cứ là trong tiểu đoàn tôi là cứ cuốn chiếu, đơn vị này tổ chức đánh cầm chinh chân xong lại rút lại đào hào khung sự và lại tổ chức. Thì cho quá trình cuốn chiếu như thế thì tôi còn tham gia được hai trận chiến nữa, đó là trận chiến ở Cầu Mi và một trận đánh bằng cối 60 vào đội hình địch. Thế thì trận cối 60 thì nó ở cái làng tôi như mang máng nó gọi làng Sum, là khi đơn vị thấy đội hình tấn công của địch là nó rất là đông thì đồng chí đại đội trưởng giữ tôi và đồng chí Hoa ở lại cùng 60 quả đạn cối 60, còn cho lực lượng của đơn vị rút về sau là chuẩn bị đào hào để ngăn chặn địch. Thì tôi và đồng chí Hoa và đồng chí Trần Thiên Thai lúc đó là chính trị viên tiểu đại đội ở lại, và khi mà đội hình đến đúng tầm thì chúng tôi là bắn 60 quả đạn đó vào đội hình của địch. 60 quả? Vâng, 60 quả đạn cối 60 vào đội hình địch. Sau đó là chúng tôi lại rút, rút và đến cái Cầu Mi. Đấy ở làng Xua một Cầu Mi, là lúc đó là đại đội đồng chí Châu có giao cho tôi, lúc đó là tôi ở trên cương vị tiểu đội trưởng, thì đồng chí giao cho chỉ huy tiểu đội ngăn chặn địch ở cái Cầu Mi đó. Thế sau khi mà trinh sát phát hiện ra địch đang tấn công xuống thì chúng tôi dàn trận ra ở Cầu Mi đó đón địch. Và sau khi mà địch tấn công gần đến nơi, chúng tôi chuẩn bị nổ súng thì tôi lại phát hiện ra một đồng chí bộ đội không biết của đơn vị nào bị thương đang bò về phía cầu, và tôi mới đặt khẩu súng ở đầu cầu đó và tôi lao ra cõng đồng chí thương binh đó về phía này. Thì địch cũng vừa xuất hiện, thì đồng chí Toán và một số đồng chí lổ súng để đánh địch. Thế địch tràn ra hai bên và tôi vào được vị trí. Lúc đó tôi cầm khẩu V-41, khi phát hiện ra một đội hình của nó trèo lên sườn đồi bắn vào đội hình của chúng tôi, tiểu đội của chúng tôi, thì tôi cũng đã phát hiện ra khẩu hỏa lực đang ở trên phía đồi bắn xuống, thì tôi đã nhắm vào cái đó và lổ được một bắn một phát B-41 vào cái điểm hỏa lực đó của địch. Thế mặc dù là đội hình của nó là quá đông mà chúng tôi chỉ có một tiểu đội, nó chiến đấu được 15-20 phút chúng tôi lại phải rút bởi vì là sự chênh lệch quá lớn, chúng tôi chỉ có cái mục tiêu là ngăn chặn thôi. Thế đấy là tiêu hao sinh lực địch. Vâng. Thì đấy là sau khi mà đơn tiểu đội của chúng tôi là chiến đấu được tầm 15-20 phút, hai bên bắn nhau dữ dội. Và do sự cân bằng so sánh lực lượng quá bất hợp lý cho nên chúng tôi buộc lại phải rút để bảo toàn lực lượng. Thì đấy là trong cái đợt đầu chiến tranh là tôi tham gia 3 trận đánh như vậy. Thì
sau khoảng một tháng, hơn một tháng thì quân Trung Quốc rút. Khi đấy là Thủy bao nhiêu tuổi? Lúc đó khoảng 18 rưỡi, 19 tuổi. 18, 19 tuổi đúng không? Vâng. Nhập ngũ tháng 8 năm 78 mà. Vâng, tháng 8 năm 78. Tháng 8 năm 78 nhập ngũ, rồi tốt nghiệp phổ thông một cái. Vâng, tốt nghiệp là... tháng 5 thì đến tháng 8. Tháng 8 là nhập ngũ. Thế sau đấy thì là đến tháng 2 là tham gia chiến đấu luôn. Đúng ạ. Ném lựu đạn là đang còn chưa biết cách. Không, lựu đạn chưa thì... chưa biết cách là phải ném cho nó nổ bùm xong rồi mới là... lúc mới ném tiếp. Tức là do đó là trong cái mình là lính chiến kinh nghiệm là chưa có đấy. Cho nên khi ba quả đặt ở trên lòng hào thì muốn ném cấp tập chứ đáng nhẽ nếu như là những anh bộ đội thời chống Mỹ người ta có kinh nghiệm rồi ấy thì không có cơ hội cho địch nhặt ném lại nữa. Tức là quả lựu đạn được học thì nó là 7 giây mới nổ. Ừ. Thì mình đã ném ra thì khoảng đủ 1-2 giây ném đi thì địch nó có thời gian nó cầm lại. Đấy là do sự non nớt của người chiến binh mới đấy, của người lính tân binh ấy. Mình chưa có kinh nghiệm mà. Vâng. Nhưng nếu mà sau này được đào tạo đã già dặn rồi, các anh bộ đội chống Mỹ thì chắc chắn là không tạo cơ hội cho địch ném lại như thế được. Rất là cảm ơn em. Càng ở Lào Cai càng tiếp cận thì càng thấy mới bắt đầu nhìn thấy được cái cách đánh của mình trong cái cuộc vệ quốc ấy. Sau đó thì em còn tham gia tiếp ở bên Vị Xuyên nữa. Dạ vâng, báo sau khi mà ở đơn vị tiểu đoàn 5 Kiên Cường chiến đấu học tập công tác 1 năm thì đơn vị có cử tôi đi học đào tạo thành sĩ quan. Tôi đã vào trường sĩ quan đặc công học 3 năm ở Dục Mỹ, Khánh Hòa. Cho đến năm 79 tôi đi học và đến 82 tôi tốt nghiệp và về công tác tại tiểu đoàn 2, trung đoàn 821 của quân khu 2. Thế sau khi mà học tập và đào tạo 3 năm ấy thì về đến đó thì năm đầu tiên ra trường ấy thì tôi về một cái khung của tiểu đoàn 2 và đến 84 là trung đoàn có điều thôi sang một cái đơn vị hỏa lực của trung đoàn tăng cường cho đơn vị hỏa lực và sang chiến đấu ở Hà Giang và chúng tôi có tham gia vào cái trận đánh vào bình độ 300-400. Nếu nhớ không nhầm thì nó vào tháng 4 năm 1984. Đấy, thì trận đó tôi mang chất là tăng cường, lính tăng cường cho đơn vị vận tải chứ không phải vận tải của đồng chí Tài làm đại đội trưởng. Và phục vụ cho cuộc chiến cái trận đánh bình độ 300-400. Ác liệt mà trận đánh đó là trận đánh thí điểm. Cái trận chiến đó thì đơn vị tôi có dùng lực lượng khoảng 30 chiến sĩ đánh một cái điểm cao 300-400 và trận chiến đó nói là đã giành một cái thắng lợi rất là mỹ mãn. Quân số của chúng ta thương vong rất là nhẹ, rất ít và đã chiếm được toàn bộ cái điểm cao 300-400 và sau khi chiếm xong thì nhiệm vụ chúng tôi đã hoàn thành và bàn giao cho bộ binh chốt giữ lại và đơn vị chúng tôi rút khỏi cái bình độ 300 đó về phía sau. Cái trận chiến đó sau khi tôi là người không trực tiếp chiến đấu ở trận chiến đó, chỉ là người phục vụ, nhưng mà tôi biết được rằng là chiến đó về sau đó trung đoàn nhận xét là một chuyện chiến đấu là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hy sinh rất tổn thương là tôi nhớ không nhầm là có 3 chiến sĩ hy sinh, có 3 chiến sĩ nhưng đã đánh được cái điểm cao đó mà lực lượng của chiến địch đó trên cái chốt giữ là hơn một đại đội. Chúng tổ chức đào hầm kiên cố và có những hầm ngầm và pháo binh ở phía sau yểm trợ rất đắc lực, rất là dữ dội. Nhưng mà chỉ với 30 chiến sĩ của trung đoàn 821 đã chiếm giữ và thành công. Đấy, là chiến đấu tôi còn nhớ đồng chí trung đoàn trưởng nhận xét là một trận đánh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tôi nhớ đồng chí Tố lúc đó là chỉ huy và một loạt các chiến sĩ ở chiến đó đã được tặng thưởng huân huy chương rất xứng đáng.
Em có biết qua về cái trận đánh đấy không? Trận đánh đó thì tức là đơn vị tổ chức làm hai mũi tấn công vào cái 300-400 đó, và hai mũi đó đều hoàn thành tốt. Và thế còn chiến đấu thì tôi chỉ là người phục vụ ở phía ngoài, cho nên là không trực tiếp, cho nên là không được chứng kiến, nhưng nghe về các đồng chí đi chiến đấu về là kể chuyện thì trinh sát rồi là tổ chức chiến đấu, thì cái trận đó là chúng ta là đi trinh sát tốt, phát hiện ra những cái thủ đoạn, ví dụ như là địch nó rất là thủ đoạn, là nó biết là chúng ta sẽ tổ chức trinh sát, chúng nó đã bày binh bày ra những là giả dụ như là những cái tấm bìa, chúng nó giải vôi giải để khi mà bộ đội đi qua bước chân lên là sẽ để lại dấu vết, chúng sẽ phát hiện đấy. Hoặc là cái lực lượng cái hỏa lực của nó ấy, là cũng làm cho ta bất ngờ ở cái chỗ là nó giữ được cái hỏa lực của nó lộ thiên là một phần, nhưng cái lực lượng bí mật của nó ấy, là làm cho chính xác chúng ta khó phát hiện hơn. Đấy là cái khó khăn của mà thâm độc của gian ngoan xảo quả trá của bọn quỷ quyệt của bọn Trung Quốc nào nó cũng ghê gớm hơn, như là cái thời chống Mỹ cho các anh nghe các anh bộ đội chống Mỹ kể lại nhiều. Thế nhưng cái thủ đoạn rất tinh vi như thế. Thế rồi chúng nó đào hầm ngầm. Chúng nó đào hầm ngầm, khi trinh sát vào và đánh vào thì nó rút xuống thì coi như là chiếm được, nhưng mà thực ra đến khi không đề phòng thì sẽ bị phản công từ dưới hầm ngầm. Chúng nó đánh lên. Đấy. Và sự cái khu 300-400 là cái tức là nó bảo vệ, là nó có sự liên hoàn của các chốt khác. Và đặc biệt là pháo binh của Trung Quốc nó là rất là lớn, cho nên là khi mà xảy ra đánh nhau là cái lực lượng pháo binh nó bảo vệ cái chốt đó rất là ghê gớm. Đấy, nó bắn vào rất là cấp tập, rồi là nhiều giờ nhiều ngày để bảo vệ cái chốt đó. Thế nhưng bộ đội của chúng ta đã đánh cái trận đó, mặc dù là có sự hỗ trợ pháo binh của địch ghê gớm thế, nhưng chúng ta vẫn đánh, vẫn thắng. Bao giờ thì em ra quân? Ra tháng 7 năm 1987. Tháng 7, 9 năm. Vâng. Thế ra quân thì sĩ quan? Vâng. Chuyển ngành hay là phục viên? Em chuyển ngành. Lúc đó là, khi đó là đeo quân hàm thượng úy. Thượng úy. Và ra quân, chuyển ngành. Chuyển ngành về cái Liên hiệp xí nghiệp chè ở Yên Bái một thời gian. Em có thể nói qua một chút về cái tiểu đoàn 5 của mình được không? Ví dụ như là cái cơ cấu của họ, của tiểu đoàn nó gồm có bao nhiêu đại đội, lực lượng ở trong đấy thì là chủ yếu là anh em mình là con em của cái vùng nào, và nó trực thuộc cái đơn vị nào, tiểu đoàn nào, tiểu đoàn trung đoàn nào hay là... Tiểu đoàn 5 được thành lập vào tháng 8 năm 1978 do 4 đại đội, gồm 4 đại đội, 3 đại đội xung lực và 1 đại đội hỏa lực trực thuộc thi đội Lào Cai. Và thế tiểu đoàn này là mới thành lập, và quân số thì điều động của Yên Bái một đại đội gọi là đại đội Nguyễn Phúc, và đại đội của Lào Cai, đại đội Văn Yên, đại đội Cam Đường. Đấy, thành lập lên và thành một tiểu đoàn. Và chiến sĩ thì hầu như là ngoài cái cán bộ khung ra thì 100% là chiến sĩ mới. Mà trong đó chiếm khoảng 30% là học sinh vừa tốt nghiệp, 30-40%, và một số anh em là công nhân của các cái cơ quan được tuyển chọn, và đồng bào ở các địa phương là nhân dân ở các địa phương được tuyển chọn. Và mình huấn luyện thì như thế nào em? Thực ra lúc đó huấn luyện thì nó không cơ bản, bởi vì là đặc thù là lúc đó thành lập nhanh và cuộc chiến cũng đã tình hình biên giới cũng đã bắt đầu sôi sục rồi. Thế đơn vị thì là không được về cái đơn vị khung huấn luyện đâu, mà thành lập đưa lên thẳng trên Lào Cai và ở trận địa đấy luôn này, vừa làm
doanh trại, vừa huấn luyện. Đấy. Cho nên là thời gian thì mới được có 6 tháng nên là cái thời gian đi xây dựng doanh trại rồi đào công sự nó đã chiếm một cái tỷ lệ thời gian rất là nhiều rồi. Cái thời gian huấn luyện chưa được bao nhiêu. Thực ra là chúng tôi là vừa buông bút ra đã phải cầm súng. Thế thời gian huấn luyện lại chưa nhiều. Cho nên lúc đó là thực sự là tân binh, chưa biết gì mấy cả. Có sợ không em? Khi tham chiến có sợ không? Tức là đã nói ra cái chỗ sống chết, khẳng định với chị là 110 thì cả 100 đều không thích, không muốn và đều sợ cả. Nhưng vì cái mục tiêu, mục đích lúc đó là đất nước lâm nguy thì người thanh niên chiến sĩ phải ra cầm súng. Chứ không, ngoài thanh niên ra không thể đẩy đun đẩy cho phụ nữ hoặc là bà già ông già được. Thế nhưng mà xác định sợ thì sợ nhưng chúng tôi vẫn vượt qua cái nỗi sợ hãi đó để cầm súng và ra chiến trường. Chứ còn chúng tôi bảo là không sợ là không đúng. Nhưng mà khi vào trận cũng rất sợ. Nhưng chúng tôi vượt qua nỗi sợ đó để hoàn thành cái nhiệm vụ mà trên giao cho. Là mà cái nhiệm vụ của người lính thiêng liêng lúc đó nhất là người cầm súng để bảo vệ Tổ quốc. Ngày xưa mình đi là đi đường nào? Đi để lên cái trận địa? Đi đường... Chắc trên này là của cái chỗ như em nói là của sở cái gì nhỉ? Chỉ huy sở đúng không? Đại đội bộ? Không. Không à? Đây là một đại đội đóng ở trên này. Ừ. Nó kéo dài theo cái dông, tức là cái dông này nó tiếp giáp với cái dòng sông Nậm Thi, là tiếp giáp là biên giới Trung Quốc ấy. Thế sau lưng mình là Nậm Thi. Còn bên đơn vị em thì phải đi đường kia, cái đường mà lúc nãy mà đi qua đường tàu ấy. Ừ. Có một cái đường đi vào đấy thì theo men theo cái núi đi vào tận trong ấy. Đại đội của Yên Bái, một đại đội của Lào Cai, một đại đội của Văn Yên. Đấy. Sát nhập vào thành một tiểu đoàn. Ừ. Tức là lấy một tiểu đoàn này thành lập mới. Ừ. Nhưng mà lấy quân của ba cái địa phương. Ừ. Lào Cai, Tam Đường, Yên Bái, em ơi. Văn Yên. Thế thì em gọi các bạn em xong mình làm ở đây đi. Chỉ để muộn được, xong rồi. Tiểu đoàn 5 kiên cường. Chị nghĩ là còn phải quay lại nữa. Đây, quá cầu Cốc Lếu này. Đây, cầu Cốc Lếu. Ừ, trên này quay xuống ác này nhỉ. Ngày xưa là nó cầu sắt kìa. Đấy, loạt đạn đầu tiên là vào cái đây, giữa cái cầu với cái nhà máy điện nó ở cái khu này này. À. Con xong con chụp cho mẹ cái cầu ở góc này xem có lên trên có được không, lên trên sợ cây nó lại che mất. Xếp. Đấy thì người ta có giới thiệu về cái tiểu đoàn kiên cường mà tôi thì nghĩ rằng chắc phải lại phải một chuyến khác nữa. Đợt này lên là làm cái tiểu đoàn Bảo Thắng. Và khi mà làm tiểu đoàn Bảo Thắng thì thật sự là rất là ngạc nhiên luôn. Quá ngạc nhiên luôn, một cái tiểu đoàn của huyện này. Của huyện này. Đấy. Thì đi mấy ngày là cũng xong cái đó rồi, hòm hòm thực ra là cũng chưa được hài lòng lắm. Nhưng mà thôi cũng thế là cũng được rồi. Thì ông này vì là cái cô bạn của tôi là cô ấy là ở Yên Bái, cho nên nó giới thiệu là bạn học thì cứ đinh ninh là ông này ở Yên Bái. Thế mới có cái chuyến, cái chương trình là hôm nay là đi Yên Bái này. Ngày hôm qua liên lạc với ông ấy không được. Thế nên may quá tối hôm qua ông gọi, chứ nếu hôm nay mà bằng tầm này hay là sớm hơn chút mà ông gọi thì đang trên đường Yên Bái rồi. Yên Bái rồi. Vâng, thì gọi thì ông ấy bảo là ông ấy nhà ông ở Lào Cai. Thế đến khi đến thì nói chuyện chán chê mê mỏi đi, ông lại bảo ông ở tiểu đoàn 5 kiên cường. Thế là tôi nghĩ rằng là có lẽ là một cái duyên. Tôi rất là mà thích, vâng, mà thích nhất là cái địa bàn này lại là cái trận địa luôn. Cái câu chuyện của Thủy tôi cũng mường tượng ra được một chút về cái trận địa cũng như là cái cuộc chiến đấu của mình. Nhưng mà bây giờ thì có các anh em ở đây thì mình sẽ, mọi người sẽ tự giới thiệu về mình, giới thiệu về đơn vị mình và cái cuộc chiến đấu mà mình tham gia mình thế nào. Thì bác là xem Win rồi đúng không? Biết cái cách thức rồi đúng không? Đăng ký trên Win rồi. Thế à, bác đăng ký bao giờ đấy? Đăng ký xem từ khi bắt đầu có. Thế cơ á? Bắt đầu có xem cũng nhiều nghìn. Thế là nhiều năm lắm. Mấy năm, 3-4 năm rồi. Ừ, 3-4 năm rồi. Rồi mới nhất gần đây nó có Ngô Giang Cát thôi. À vâng. Đơn vị về đây bây giờ còn khoảng trên dưới 40 đồng chí đóng ở địa bàn Lào Cai này. Nhưng đồng chí Long đây là đang là hội trưởng hội đồng ngũ của đơn vị đấy. À, vâng. Thưa quý vị và các bạn, vâng, tôi nghĩ rằng là có lẽ đây là một cái, tôi hay dùng từ kỳ duyên. Nhưng mà nếu nhiều kỳ duyên quá thì kỳ nhiều quá nó cũng không kỳ nữa. Nhưng tôi nghĩ rằng là hữu duyên, rất là có duyên khi mà gặp được cái tiểu đoàn 5 kiên cường. Mà khán giả của Win Win Việt Nam có giới thiệu là chị Yến lên Lào Cai cố gắng làm về tiểu đoàn 5 kiên cường.
một cái sự rất tình cờ, tôi không nghĩ rằng đây chính là tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Và bây giờ thì hãy để cho những dũng sĩ kiên cường biên cương của chúng ta tự nói về mình. Vâng, xin chào các anh em. Vâng, đầu tiên thì rất là xin cảm ơn các bạn đã đến cùng với Win Win Việt Nam, và đặc biệt là được ngồi ở trên cái đỉnh ngay bên chân cầu Cốc Lếu, và cái tên rất là lạ, pháo đài. Vâng, và nó ở dưới, không phải dưới chân đâu, lưng chừng của pháo đài, có lẽ chỗ kia là pháo đài. Vâng, câu chuyện cuộc chiến thì cũng diễn ra chung quanh cái vị trí này thôi, và chúng ta ngồi ngay tại đây. Và một điều cực kỳ đặc biệt là chủ nhân ngôi nhà là một cựu chiến binh, và ông ấy cũng tham gia vào cái cuộc chiến bảo vệ chính ngôi nhà của mình, và ngôi nhà này cũng là một cái trụ sở làm việc đấy ạ. Và bây giờ thì các bạn cùng theo dõi câu chuyện của các cựu chiến binh tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Vâng, và xin chào anh. Vâng. Vâng, tôi được biết anh là hội trưởng cái hội đồng ngũ của tiểu đoàn 5. Vâng, rất là muốn anh có vài lời. Và sau đó thì các anh hãy kể lại câu chuyện của mình. Vâng. Vâng. Lần đầu tiên thay mặt cho anh em hội đồng đội, tôi xin được thay đổi lại tên là đồng đội. Vì đồng ngũ thì anh em nó cùng một, có cả sĩ quan nữa. À. Thì không gọi đồng ngũ được. Vâng, sĩ vâng. quan có thể họ đi trước 1 năm, 2 năm. Vâng, vâng. Sĩ quan đây là gì? Cán bộ trung đội, cán vâng. bộ đại đội. Vâng. Anh em tôi vẫn thường gặp nhau. Vâng. Thì chúng tôi chuyển đổi thành gọi từ đồng đội cho nó gần hơn. Vâng. Mà nó thân thắm thiết hơn. Vâng. Những được biết hôm nay cũng lên trên Lào Cai làm một số cái chương trình về những người lính, nhất là cựu chiến binh đã từng tham gia mặt trận biên giới phía Bắc, khu vực Lào Cai. Báo cáo với mình là lời đầu tiên để thay mặt cho anh em trong hội đồng ngũ tiểu 5 Kiên Cường chúc chương trình của các chị luôn luôn huy tốt, và đem những cái tiếng nói của đồng đội, của những người cựu chiến binh đến với rất nhiều các đồng chí đồng đội đã là cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu phía Nam rồi là phía Bắc bảo vệ Tổ quốc. Chúng tôi thì báo cáo với Udin của chị Hải Yến, đơn vị chúng tôi thành lập ngày 24 tháng 9 năm 1978. Lúc đó thì quân số tham gia mới tạm ổn định biên chế của một tiểu đoàn. Lúc đó là quân khu có giao cho bộ, có giao cho quân khu các khu vực phía Bắc và thành lập gấp một số tiểu đoàn bộ đội địa phương để phục vụ công tác giữ gìn an ninh biên giới trước mắt, vì lúc đó các đơn vị chủ lực của ta đang nằm tất Campuchia, đang đánh nhau Campuchia, chưa chuyển quân kịp. Thì thực hiện cái quyết định của quân khu thì các huyện rồi thị xã lập tức thành lập một số đơn vị bộ đội gọi là bộ đội địa phương, nhưng mà nói là bộ địa phương thì nhưng mà rất là chính quy, vì từ quân trang rồi là vũ khí đều là mới cả, đều là hiện đại cả. Thế là anh em chúng tôi thì được rất tự hào khi ngày ra mắt từ đoàn thì được Liên hiệp hội phụ nữ tỉnh Hoàng Liên Sơn, lúc đó gọi là Hoàng Liên Sơn, trao cho một cái phiên hiệu đơn vị là tiểu 5 thị xã Lào Cai, nhưng hội Liên hiệp phụ nữ của tỉnh Hoàng Liên Sơn lại trao cho một cái tên, và cái tên này chắc chắn tôi đến bây giờ vẫn đang đi cùng với chúng tôi là tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Cái từ kiên cường bám trụ biên cương nó có những cái đầy ý nghĩa, mà sau này chúng tôi trước, trong và sau chiến đấu chúng tôi đều phát huy và giữ tốt cái niềm tin đối với những người dân của tỉnh Hoàng Liên Sơn nói riêng và khu vực Lào Cai nói chung. Thì đây là một trong những cái mà chúng tôi đã làm. Thì thực ra lúc đó anh em tôi còn trẻ lắm, phần đa số là học sinh tốt nghiệp cấp 3 hoặc là chưa tốt nghiệp cấp 3, một số anh em tình nguyện và một số anh em ở các cơ quan để bổ sung cho đơn vị. Khi cái thành lập xong thì anh em tôi được chia làm 4 tiểu đoàn, 4 đại đội, trong đó có cả đơn vị chủ lực là đại đội 4. Ở đây có đồng chí Kỳ, cán bộ thông tin của tiểu đoàn, còn đây là đều là cán bộ chiến sĩ của đại đội. Thì tôi là Tiên Long, là cán bộ chiến sĩ của tiểu, của đại đội 2, tiểu 5. Thì báo cáo với mình là
Người lính tôi lúc bây giờ nó vô tư lắm. Vì còn trẻ mà, còn chưa hiểu rõ thế nào súng đạn đâu. Cầm khẩu súng mới đang rất thích. Thích lắm vì có một khẩu súng. Mỗi anh có một khẩu súng, có một cơ số đoàn. Và cũng được tập xạ kích bài 1. Bài 1 thì một số anh em tập cũng chưa được đầy đủ lắm đâu. Sau đó là vì điều kiện là phải lên chốt ngay. Thì báo cáo với chị, trước mặt chị đây là về cái điểm cao là pháo đài thuộc C1, đơn vị 4C. Thì đây là C1, thì là đơn vị, cũng là đơn vị hỏa lực đấy, có 2 quả pháo. Và kéo dài theo cái vệt này lên trên nữa thì có một cái điểm cao nữa là cao 300, và dông 300 của C3, C3 đồng chí Thủy đây. Và lên dông 400, điểm cao nhất của Lào Cai, tức là cột cờ. Tức là cái này như anh nói là phải xuống cái này rồi mới đi lên nữa chứ. Xuống này xong đi lên và là lên dông 300. Là nó phía bên kia rồi. Bên kia. Sắt nữa. Bên này hết, chưa sang bên kia đâu. Chưa à, đây vâng. Là sông Lậm Thi là biên giới. Còn thế cái đường sắt nó chạy đâu? Ngã ba đây dòng này. Sông Lậm Thi đấy. Nói chung là cũng hơi khó. Thôi anh cứ nói vâng. Theo cái nó kéo dài lên trên cái lên đây đó là C3. Lên trên này là C3. C3 là C cũng chiến đấu rất là ngoan cường. Và cũng có một số đồng chí đã hy sinh tại trận địa. Và kéo dài nữa là C2. C2 điểm cao 400. Và trước đây là các thời kỳ Pháp nó gọi là điểm cao cột cờ. Vẫn cắm cột cờ đấy, đánh mốc biên giới của giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thì đấy mới là điểm, vẫn đơn điểm cột cờ. Thì đấy cũng là một điểm giao tranh từ ngày 18, ngày 19, 2 ngày. Đêm 19 dạng 20 thì anh em chúng tôi là được lệnh rút quân, vì về cái tương quan lực lượng thì một trung đội thì không thể áp chế được cả cỡ một tiểu đoàn, một tiểu đoàn cỡ khoảng 400-500 quân, và nhiều tiểu đoàn liên tục như thế. Cái hết tiểu đoàn xong rồi thì tiểu đoàn khác đến, mà trong khi đó giao tranh thì thực tế anh em tôi như châu đồng chí Thủy là C3 thì chỉ có một trung đội trực tiếp thôi, là cái mũi đầu tiên thôi. Thì bên tôi chỉ một trung đội trực tiếp nên này cứ đánh đi đánh lại, nhưng mà cũng rất may mắn, mặc dù anh em rất là trẻ, thế nhưng mà nơi mới đầu tiên thì cũng sợ đấy, chỉ chưa nghe súng đạn nổ thế bao giờ, nổ nhiều đến thế bao giờ, đạn nổ rồi pháo nổ rồi các cái trọng pháo lớn nó bắn, sợ lắm đấy. Nhưng loạt đầu tiên thôi thì những người lính là thanh niên mà nó trở lên hào khí luôn, và mình có cái thành tích này. Báo cáo mới là nhìn thấy quân giặc đổ xuống đấy, lên lần nào xuống lần đấy, trận địa vẫn vững vàng, vẫn bằng cái con người thôi, 28-30 người thôi, chiến đấu với cả một cái lực lượng lớn như thế. Mà mình phải nói này, chiến thuật của nó rất kém, mặc dù mình là lính thôi, đều là lính tân binh cả thôi, nhưng mà chiến thuật cũng rất kém, mang tính là biển người, cứ lên hết thì lại lên, hết thì lại lên. Và chúng tôi không may mắn vì này, ở bên mạn bên này thì 100% giao tranh với tiểu năm biên phòng, tiểu năm kiên cường thì toàn là lính sơn cước. Chị hiểu lính sơn cước như nào chưa? Vâng. Nó quất xà cào vào chân này, chân dưới nó có một cái móng, để đeo vào chân. Lính là lính chưa đánh rừng mà. Vâng. Thì bên mình là rừng cho toàn lính lấy rừng sang đánh thôi. Dưới nó cái móng, đằng sau có 3 răng, trước 2 răng, nó buộc vào chân nó leo lên rừng. Không bao giờ trượt, không bao giờ ngã. Và nó đi vào chỗ mình nó cảm tưởng như không có người. Bởi vì lực lượng mình quá mỏng. Ở dưới này mà mang tiếng là một đại đội thôi, nhưng mà chứa nó 3 quả pháo là chính. Mà cái điểm cao của mình lại thấp hơn thì cao của người ta. Nên khi mà xảy đến sự thì mình có mục tiêu để là lý đầu tiên, thì C1 là một trong những diện hạ đầu tiên. Khi mở màn người thứ hai thì thông tin báo về là C1 đã bị thương vong rồi, đã bị mất mát và chiến sĩ rồi. Thì đó C1 kết hợp mấy ở đây, nó có bên địa phương có thêm một số quân du kích từ của cái phường xã kết hợp với quân du kích để chặn ở dưới này, không cho Trung Quốc làm bên đây. Thế còn sau Trung Quốc đánh trên tiếp tục tổ C3, cho đồng chí Đông, cho đồng chí Thủy này thì đánh dòng dã 17, ngày 18, sang tới ngày 19. Thế là cái lực lượng là người nó mỏng như thế, mà chiến đấu dài ngày như thế. Lúc đó chúng tôi được học và được nói là phổ biến cán bộ với là
các đồng chí cố gắng làm sao giữ được 2 tiếng thôi. Chỉ cần giữ được 2 tiếng thôi, đừng cho Trung Quốc xâm phạm 2 tiếng thôi thì sẽ có bộ đội chủ lực lên đây tiếp vận cho các đồng chí. Nhưng thực tế là chúng tôi ngoan cường chiến đấu và xác định là chiến đấu thôi. Chứ còn địa phương sau mình thì báo cáo với chị là chúng tôi là người khu vực Lào Cai, chúng tôi là người dân Lào Cai. Gia đình chúng tôi ở đây, nhìn thấy đạn chúng tôi bắn vào khu vực rồi nhà mình, không biết sống chết. Thì nó có thì cảm thấy là cái lòng tự trọng của mình, rồi là cái căm thù của mình nó khắc lên thôi. Chứ không ai nói là vì lý do gì, thực ra không vì lý do gì đâu. Vì là Trung Quốc nó bắn nhầm rồi, đốt cháy nhà mình rồi, vợ con, bố mẹ mình, các em mình thế nào, hàng xóm mình ra sao. Thì đại đa số là anh em đây là người ở đây, địa phương đây. Nên là cái lòng cao thù nó cũng lên cao lắm. Nên lúc đó là chiến đấu, cứ chiến đấu, cứ đánh cái đấu thôi. Thì C3 thiệt hại tương đối nhiều. Trong đó có cả tới cán bộ đại đội, rồi cán bộ trung đội đều hy sinh cả, ngay tại trận địa. Có những đồng chí cũng rất ngoan cường, chiến đấu. Thế còn sau đó thì đến C2, ta xe chúng tôi thì chỉ có một B chúng tôi giao tranh thôi. Thì sau khi một ngày 17, chứng kiến buổi sáng 17, đánh nhau chỗ C đồng chí Thủy thì anh em chúng tôi trên này đứng nhìn thấy mà. Trên cao nhìn xuống C, điểm cao 400, điểm cao 300 nó khác nhau. Được. Nhìn thấy mà, không biết có trụ được không. Tốc độ kia không biết có trụ được không. Cứ liên tục như thế. Pháo rồi đạn, cứ liên tục như thế. Đến khi chúng tôi làm trận địa là phòng ngự, là đề phòng là bên này khi nó mất C3 nó sẽ trèo lên đây. Thế nhưng mà đánh không được C3. Nói đúng là Trung Quốc không đánh được C3. Bộ đội Trung Quốc rất kém, kỹ thuật rất kém. Đánh 2 ngày dòng dã không lấy được chỗ của C3. Mà C3 nó chỉ có một trung đội thôi, không đánh được. Và bắt đầu thì nó đánh vòng sang bên này. Ý là tức đánh vu hồi kỹ thuật đấy. Đánh đây thì nghĩ là đánh đây xong cái vòng chúng đánh úp vào sau lưng C3, nhưng mà lên đấy thì lại gặp ngay C2 chúng tôi làm như đấy. Đúng là do cái bố trí về cái lực lượng, chắc là một số nhà cũng về quân sự nhìn thấy lên đặt cái vị này, cái này lên đặt điểm này này. Thì anh em tôi toàn học sinh cả, chưa biết, chưa hiểu cái gì về chiến thuật, chưa hiểu cái gì về chỉ biết chỉ huy bảo đứng đâu đứng đấy, đánh đâu đánh đấy thôi. Thế khi mà đang tập trung tất cả nhân dùng hướng hàng vướng C3 này thì tự nhiên nghe có tiếng Trung Quốc nói phía trên đồi này, tức là điểm cao 400 và 420 thì nhau 20 mét thôi. Thì cái điểm cao cuối cùng 420 này là không đóng đấy, đóng lùi điểm cao 2400 này. Đề phòng phương, trước đấy nó có một C3 của 254, đề phòng C3 254 nếu mất chốt thì nó sẽ quay đi qua đấy sang bên này cùng phối hợp với mình chiến đấu. Nhưng mà thực ra C3 của 254 không còn đi ngay, là nhanh quá đấy đi ngay và nó vượt qua C3 254 sang chúng tôi. Thì bây giờ nghe cái tiếng Trung Quốc nói thì đồng chí trung đội trưởng, đồng chí Phạm Hồng Sơn, đồng chí hy sinh rồi. Và đồng chí mới phát hiện là có tiếng Trung Quốc bên này, các em xoay trận điện sang bên này. Tôi nhớ mãi cái hình ảnh của đồng chí cán bộ trung đội, người cũng thấp, đậm, đen, mắt hơi nhỏ, gan nhỉ, quần rắn đầu gối, lưng đeo một khẩu M79, tay cầm một khẩu AK và lưng rắn một khẩu súng ngắn. Khủng khiếp đấy, cũng thấy khí thế đấy. Đồng chí đi ủy nạo anh em trong đơn vị, bình tĩnh, các em cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Tôi cái hình ảnh mà đến bây giờ tôi không quên được là ngày trước cái năm 76 77 78 có những cái bao thuốc lá Trường Sơn. Thì anh là cán bộ được cấp nhiều hơn tôi một tí, tôi được 2 bao thì anh được tốt cơ. Thì ngày đấy thế nào còn anh mang, anh nhớ lại tôi bóc, anh bóc cái bao thuốc lá Trường Sơn toang ra thế này, anh mời anh em xong là bật bằng cái bật lửa, cũng bật bằng dầu mãi nó mới lên được. Xin lỗi tí, tôi đang ở trên chỗ Văn, anh lên đi. Được. Sau đó anh mời mỗi chiến sĩ một điếu thuốc và tự tay anh châm và anh vỗ vai, bình tĩnh em nhé. Toàn sắp em 18, 19 tuổi thì chúng nó trẻ thế nào, nó ngây ngô ra làm sao. Các em bình tĩnh nhé. Khi nào nghe tiếng đại liên nó nổ thì các em được bắn.
để giữ kín trận địa, địch chưa biết. Thì lúc bây giờ anh em tôi mới chuyển, bắt đầu bê súng đạn quay hướng bên này, tìm đập mạnh lắm. Tìm đập mạnh lắm, mặt anh em nhìn gương mặt thì đứa thì tái, đứa thì đỏ, đoàn trẻ quá mà. Thế sau khi nghe thấy tiếng Trung Quốc ngày một gần, cái xác gần nhất là 30 mét. Tại sao lại gần như thế mà không phát hiện được, nó không phát hiện được mình? Tại vì cái trận địa của tôi là khi đào hào á, thì cán bộ dẫn là không được hất đất lên mặt hào, mà lách cái cỏ ra, nhấc lên xong là luồn rất vào trong đó, xong đẩy cỏ lên. Đâm cái hào cả một trận địa có như kín như không, không nhìn thấy là ở đấy có bộ đội của mình. Thế nó cứ ngang nhiên như chỗ không người xuống thôi, phát cây phát cối đi, nói chuyện châm chúc lá, nói cười, nói ào ào ào. Đến cứ đi đủ gần, đủ không chịu kịp chạy, thì tay chúng nội mới phát lệnh mặt. Phải nói là anh cũng phải nói là mặc dù là anh là lính 76 chưa qua chiến đấu, thế nhưng cũng có học của chiến thuật chỉ huy, nên là cũng biết chỉ huy, là anh em tin tưởng, thực sự tin tưởng. Thì khi loạt đầu tiên đạo tiên nổ thì chúng cảm tưởng nó giang như thế nào, nó khủng khiếp như thế nào. 28 khẩu súng, trong đó có trung liên, đại liên, AK và một khẩu đại liên, khẩu liên gọi là cái gì cốp đấy, mặt cà chì cốp đấy, của đồng chí bộ đấy. Sọc một loạt, dọn hết loạt cỏ trước, hết băng tan lắp trước, thì bên kia rơi kêu, nghe thấy có 30 mét thôi mà. Lần đầu tiên nhìn thấy làm cái việc mà không bao giờ mà dám làm, nhưng mà thì không làm không được, việc này phải làm. Thì lúc bây giờ thanh niên lắm, cứ thế bắn thôi, chứ còn bảo ngắm mà bắn thì không ngắm được, làm sao mà ngắm được, bắn thôi. Cứ thế đổ xuống, nó chạy lên, sau khi nó kêu gào, nó chạy lên trên điểm cao 420 thì nó kêu gào. Thì anh em này nhớ hình ảnh tay trung trưởng lại cầm một thuốc lá tiếp, lại đi mời anh em mỗi người một điếu, bình tĩnh, ta thành thắng rồi, ta thắng rồi, bị chết rất nhiều, các em yên tâm bình tĩnh. Anh em được tư tưởng bộ đội là khác rồi, bây giờ là khác rồi, thằng nào cho em đứng chỗ khác hơn, tốt hơn, tôi đứng tốt hơn để bắn được nhiều hơn. Người lính bây giờ nó đơn giản thế, khi nó hiếu lên rồi thì nó thế đấy. Tôi nhớ mãi hình ảnh có một tên giặc chết cách cái đuôi tôm, cái hào nó đào vòng này, bây giờ có một đuôi tôm ra để chính xác. Thì anh trung đội trưởng ta bảo Long đi với tớ, đi đâu anh, đi ra đây, thì ông đưa mình ra cái đuôi tôm ấy. Mà chú có nghe thấy gì không? Một con, em nghe tiếng rên, tức là đối tượng đang bị thương, đang nào nó chết. Bây giờ thì em giải quyết này đi, để cho anh em toàn tin hào đỡ nghe tiếng này, đỡ ghê. Mà thế bắn vào đâu? Không hiểu bắn vào đâu được. Cứ nhầm cái ngôi sao cái mũi kìa, coi như là nó gọi gì nhỉ, làm nhân đạo đi. Thế này mình đặt súng nằm đấy, nảy cái ngôi sao lên, coi xong im tiếng xong, ông vô vai, anh vô vai, tốt lắm, giỏi lắm. Những cái hình ảnh ấn tượng đấy làm cho người lính, đúng là người lính ấy, chỉ có lên thì không bao giờ có xuống. Thế rồi sau đó là khoảng một tiếng sau thôi lại tiếp tục, và cứ như thế rằng co như thế. Khi cứ đánh không được thì bắt đầu gọi pháo đánh, gọi pháo kia bắn sang. Ôi giời, anh em nghe tiếng pháo nổ to thế bao giờ được, mồm đắng, còn nó không đắng như cái kiểu uống thuốc ký đinh đâu, nó đắng kinh khủng vì cái khói, và tai không nghe thấy một cái gì, chỉ có ra tay ám hiệu này thôi, chạy lên chạy xuống hoặc đưa đạn tới đây thôi, chứ không nói không nghe gì hết. Thế nhưng mà cũng rất may mắn là chiến sĩ không anh em làm sao cả, không một người nào bị sao cả. Trận thứ nhất, trận thứ hai, trận thứ ba xong, Trung Quốc nghỉ. Hết ngày nó nghỉ, nó nghỉ thì mình cũng nghỉ. Thì buổi tối được ăn cơm, hai ngày tôi được ăn cơm, đói quá đứng hào. Tôi nhớ mãi cái ngày buổi tối ra sờ sờ
đứa nào đây? Họ tên tao đây Long đây. À này, cơm này. Thì hình dung nghe tiếng cơm này mà nó sướng thế nào, nó đói mà lính chiến. Đưa một nắm cơm, mà cơm đâu mà tối có gì nhau đâu. Đưa một nắm cơm mà có gì ăn thêm không? Đi Hào, tay nhà anh nuôi Đi Hào. Và có đây, cái gì đấy bảo dưa kho. Dưa mà còn kho thì ăn làm sao được, nhưng mà cũng được, đưa đây. Ăn xong rồi bảo đi thẳng mà tất cả trong cái đi thẳng cái Hào thì đâu đi vào, đi vào. Lần lúc quay ra mình ăn hết ra nửa rồi. Thế nó sạn quá. Bảo sao sạn thế này nhỉ? Thế là nhè ra cho lại ăn khác thì vẫn thấy sạn thế. Bảo sao lấy mình ăn mãi không sạn, giờ sạn thế nhỉ? Thế ăn cái măng dưa cho nó sạn thì nó mặn. Cha ơi là mặn. Khó mà. Không ăn xong được. Thế xong nó quay lại bảo đúng tay nhà bếp bảo sao cơm sạn thế? Nó bảo, có là tốt rồi. Tao khanh cơm ra cái là phá nó bắn úp mẹ nó cơm đất còn đâu. Tao lắm vội muốn đưa một nắm mang lên cho anh em thôi. Thế là chúng mày ăn tạm. Đấy, hình tượng thế cảm thấy là chúng tôi không bao giờ quên. Không bao giờ quên. Sau đó là đến ngày 19 là ngày 20 thì được lệnh ngừng bị không cầm được nữa, không trụ nữa. Thì bên giặc đông quá, ngày mà đông lên. Ngày mà đông lên chứ không phải ngày mà ít đi. Ngày mà đông lên mà lực lượng của mình ngày mà mỏng đi. Ngày mà mỏng đi. Chính vì thế mà mình thôi lệnh của đơn vị là trong bộ đội để bảo vệ lực lượng rút chặn. Thế là theo đội tiểu đoàn, thế là cứ rút chặn. Thế thì sao? Thế là quá trình thời gian thì nó không dài. Thế nhưng mà với những người lính, nhất là tuổi trẻ, chúng tôi đã được chứng kiến thì cũng là một những kỷ niệm mà rất là sâu sắc, rất là ấn động và cũng rất tự hào. Vì là người lính, quê hương của Lào Cai, mình người Lào Cai, chiến đấu và bảo vệ cho mình Lào Cai, thì dù sao chăng nữa mình cũng có một phần không lớn nhưng mà cũng đủ để ghi nhận đấy, trong cái trang sử của thành phố Lào Cai cũng có tên tuổi của đơn vị. Đây là một cái mà anh em tôi cũng đã làm. Anh Long là nhà ở đâu? Tôi nhà Lào Cai. Vâng, nhưng mà bây giờ đang ở Tam Đường. À, bây giờ lại chuyển sang Tam Đường. Vâng, sau khi một số anh em thì đi học sĩ quan, thì đồng chí này cũng như tỷ đồng chí cao thì Hà muốn đến khi về hưu là thượng tá. Đồng chí này cũng là sĩ quan, cũng là thượng úy, là đội trưởng, là đội công. Sau này anh em toàn cũng đi học hết. Rồi tôi thì sau này tôi về chuyển ngành. Năm 82 tôi về chuyển ngành, thế là ở số địa phương thôi. Để tham gia mới về hưu. Rất là cảm ơn anh. Tôi là Trương Thanh Kỳ. Thôi, tôi chỉ nói sơ qua về với cái công việc của tôi. Hay là người lính trong cái giai đoạn ấy. Tôi là lính thông tin 2W. Đầu tiên là tôi được nhận nhiệm vụ là xuống cái cửa khẩu, cái cầu Ghèo này, là cùng với một trung đội thông tin, trung đội công binh của 18 của tỉnh. Tôi trực tiếp nằm ở đấy và khi Trung Quốc sang thì phá cái cầu Kiều ấy. Đây là tôi chỉ có nhận nhiệm vụ thôi. Thì làm xong, phá xong cái cầu Kiều đến 3 giờ chiều là công binh hoàn thành nhiệm vụ phá xong cái cầu Kiều. Thì tôi được lệnh lên tiểu đoàn. Đấy, tiểu đoàn 5 Kiên Cường ấy. Đấy, thì lên C4. Đấy, trực tiếp ở đấy với đồng chí Nguyễn Huy Đến thì trực tiếp là chỉ đạo cái tiểu đoàn. Nó đúng đấy, cái hôm 18 ấy. Là tiểu đoàn tôi là pháo nó tập trung nó câu sang coi là không còn, tất cả anh em chỉ có chui trong hầm và trong Hào chứ không ngóc đầu lên, bởi pháo nó cày sới coi đấy. Thế tôi lúc đó là ở tiểu đoàn thì đồng chí Yến thì lúc đó là lúc khoảng độ 11 giờ trưa là khi pháo nó đánh ngớt cái là lính Sơn Cước nó mới lên cái mũi của nó là nó lên thọc vào cái C3 đấy, thọc C3 này đánh lên C3. Thì lúc đó là C3 là chỉ huy là ông chí Yến là chỉ huy trực tiếp ở cái mũi tiểu đoàn. Ông chí thấy tiểu đoàn báo là C3 đang bị mất chốt rồi, coi mất đại rồi, thế sân bóng rồi. Thì đồng chí Yến bảo là cho hỏa lực với lại bộ binh của C4 nên tăng cường cho C3 để đánh đẩy lùi xuống. Là đúng chiều hôm 18 ấy. Thế đánh xong cái hôm 18 xong thì đến tối thì là hai bên là nghỉ không đánh nhau nữa. Thì đến khoảng 1-2 giờ đêm 18 bắt đầu xe tăng địch ấy, nó cứ tấn đi sang từ cái mũi cây 4 ấy, cái 4 kia nó đi mũi sang cửa khẩu
Thế thì ba chiếc sang thì chiếc đầu tiên vượt qua cái chốt của tự vệ đồng chí Hòa, vượt qua xuống rồi, xuống cầu Ông Nếu rồi. Thì chiếc thứ hai thì mắc xích vào cái dây thép gai của ấy. Thì lúc đó là tôi thì thông tin thì đúng là tiểu đoàn lúc là C3 báo là xe tăng vượt qua C3 và xuống mũi cửa khẩu rồi. Thế thì báo cho C1 là xuống chặn đánh xe tăng, mang B1 xuống đánh chặn xe tăng ở ngay chỗ cái mũi cầu chui chỗ cửa khẩu này. Thì tất cả các đồng chí, hai đồng chí vác B1 xuống cùng phối hợp với dân quân thì là đánh bắn được một chiếc đầu tiên, chiếc đầu tiên là chiếc thứ hai cháy ở đấy. Thì chiếc đầu, chiếc thứ ba thì không vượt được nữa, đấy, chiếc đầu quay lại thì lúc đó đồng chí bắn tiếp coi cháy hai xe tăng thôi đấy và bộ binh. Nên là tại tôi chỉ là thông tin, tôi biết được những cái thông tin đấy và chỉ huy trận đánh đúng là tiểu đoàn lúc là bám trụ kiên cường. Nhưng lúc đó tiểu đoàn thì là nó độc lập, cái nhất là gì, liên lạc thì mũi của nó chỉ có thị đội thôi, thị đội thì liên lạc với tỉnh, lúc đó là không liên lạc được. Mà trung đoàn 24 trên đồi cột cờ tụt xuống, nó đánh tụt xuống tận dưới cây gần Phong Hải rồi, mà bên này tiểu đoàn mình thì vẫn cứ nằm trên này. Thì lúc đồng chí Giản ấy bắt đầu với là trợ lý ấy phải đi xuống tận xuống chỗ Nàng Giang này này, lúc là chỉ huy tiền phương của tỉnh ấy, nó nằm ở Nàng Giang ấy, thì ông xuống đấy để ông xin lệnh xem tình hình thế nào. Bây giờ bộ đội là hy sinh nhiều, lúc đã hy sinh nhiều mà viện trợ là vũ khí không còn lên nữa. Thế nên ông xuống đấy thì tỉnh đội với đồng ý cho là tiểu đoàn này rút trận xuống Giang Đông này đấy, để thì lúc nó rút xuống là cho hỏa lực là một trung đội ở lại bắn cầm canh cho bộ đội rút đấy, và đưa tải thương binh. Lúc thương binh thì hy sinh lúc là trên 20 đồng chí rồi và thương binh nữa, nên là không có đường rút, chỉ mỗi cái đường sắt này thôi đấy. Nên là thực chất ra đấy là bộ đội của tôi thì nó là địa phương nên là chỉ có cầm cự và đi kìm chân địch thôi, cũng không thể là đấy. Mà nó lại vùng rất hẻo lánh, bên kia thì đường Hữu Nghị là Trung Quốc tấn công nhanh, và mình bên này cái đường sắt chỉ mỗi cái đường sắt rút thôi, nên không còn cách nào nữa là nó cứ tiến dần và chặn dành đánh kìm chân địch xuống đến tận Phú Nung. Đấy là tôi trực tiếp là ở cái mũi tiểu đoàn này mà tôi là lính thông tin. Nên là nhiều lúc tôi cũng thấy căng thẳng. Thứ nhất là ở trên đồi pháo nó bắn, nó thật không chí là tôi ở cái hầm bán âm Vân Dương để là liên lạc về máy vô tuyến thì không thể chui vào hầm được, phải ngồi đấy pháo nó bắn, nói là mảnh đạn rồi cái nó đất nó vui cả qua cái đầu tôi, nhưng mà vẫn phải bám trụ làm sao liên lạc được, không có là chỉ huy lúc đó là người ta đấy. Nên tôi chỉ có tham gia được có mỗi trận đánh, sau đó là tôi về thị xong cái tiểu đoàn, xong rồi tôi đã chuyển tiểu đoàn đi về tự tôi nằm về thị. Chi tiết sâu tôi cũng nắm được, bởi tôi cũng là chiến sĩ thôi. Vâng, cảm ơn anh. Vâng, bây giờ thì tôi cũng xin được giới thiệu là ngày đấy là một thanh niên, còn bây giờ thì là một trung niên rắn. Chúng tôi đang ngồi trên lưng chừng gần như là đỉnh của cái đồi ngay chân cầu Cốc Lếu mà như ban đầu Hải Yến giới thiệu, thì đây chính là chủ nhà. Vâng, chút nữa trên kia thì sẽ có cái pháo đài nữa nhỉ, mình lên đấy xem nó thế nào. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe người thanh niên giữ ngôi nhà của mình như thế nào, xin mời anh. Vâng, chào chương trình. Tôi sinh ra và lên đất Lào Cai và tôi nhập ngũ năm 1978. Đây là tôi thuộc C1 tiểu 5 Kiên Cường cũng như thanh cùng đơn vị đây. Thì sau khi vào nhập ngũ thì toàn anh em là toàn học sinh hết, mới. Thế là đối diện với là cái đánh nhau thì chưa ai cả trải qua cả, toàn học sinh mới ấy, nhập ngũ. Thế thì 17 tháng 2 là 19 xảy ra thì tôi là bên hỏa lực, bắn hỏa lực. Thế lúc đó ở dưới đường này Trung Quốc vào tiến vào thì đánh xe tăng miền núi này toàn dùng cái tên nhỏ, tên 18, tên 24 thôi, để đi miền núi mà. Thế dưới ở dưới đường cái là có một tổ hỏa lực của dân quân tự vệ Lào Cai. Thì các anh ở dưới là không có hỏa lực chống xe tăng. Lúc xe tăng Trung Quốc vào mới đầu một chiếc vào đầu cầu rồi, vào đầu cầu có lếu rồi. Thế một cái đi sau thì đi ra vào chỗ ngã ba đấy, thì ngã ba trước là 78 của chúng tôi, bộ đội đấy là kiểu sợ ấy là đi giải bùng dùng dây thép gai để tránh trường hợp bên Trung Quốc sang bên này mà. Cái xe tăng thứ hai đi ra ngoài này rồi thì nó không gặp cái xe tăng thứ nhất. Cái thứ nhất bắt đầu chờ lâu quá mới quay lại thì gặp một cái xe tăng, nó như vậy là cái xe tăng là hai cái đường nó nhỏ mà chị.
Thế là hai cái cứ lùi đi lùi lại. Thế cái lùi thì cái bánh đà dính vào cái dây thép gai, nó lùi đi lùi lại. Thì trong cái đó là dân quân tự vệ Lào Cai là không có hỏa lực chống xe tăng. Thế là điện cho tôi trên đơn vị là trên đơn vị tôi bắn hỏa lực 11. Thì điện nó xuống, điện đồng chí trước là đồng chí Trung, đồng chí mang khẩu súng xuống thì dưới chốt của dân quân tự vệ Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa là đồng chí trước là đồng chí là lính Trung Mỹ. Đồng chí cũng bắn xe tăng, cũng bắn hỏa lực. Thế đồng chí bắn súng lần đầu tiên bắn lần đầu tiên thì lại bị gãy kim hỏa. Thế là khẩu súng bị vô tác dụng. Đấy, để gọi là tiếp tục tôi trên kia xuống. Tôi trên kia xuống cái thì đồng chí Hòa chú bảo là mày để ta bắn phát. Nếu ta bắn phát không cháy thì mày bắn. Thế sau khi tôi trên kia xuống, vừa trên chốt vừa xuống thì một khẩu quả đạn gắn vào lao lòng, một quả đạn cầm tay trên chốt xuống thì thế bảo anh gắn đi, chiến thắng chung gì. Thế thì đúng cái lúc cái xe tăng nó lùi về đấy, cái xe bùng nhùng cái thép gai chị ạ, thì nó không thể tiến lên như cái vật chết ấy. Thế bắn phát cháy ngay. Thế sau khi bắn xong cái phát cháy thì toàn bộ khu khu công đôi bây giờ. Thế đấy là sau khi bên kia phát hiện ở đấy có hỏa lực bắn xe tăng, thì xe tăng bị cháy cái thì toàn bộ lính nó chạy theo xe, nó kêu, nó khóc, nó gào. Đấy là trở thành một cái rốn bom của pháo của Trung Quốc ở đấy. Nó bắn vào nó. Vâng, bắn vào cái xe tăng cháy kìa. Thì trong cái xe tăng cháy thì lính ở xung quanh ấy, nó xe tăng lổ, thì đạn lổ, bắt đầu là lính nó kêu lên để chỗ nó sáng rực như kiểu bắn ngày mà. Thì bên kia Trung Quốc thì nó nhìn sang mà nó đấy biết là cái khu vực là có hỏa lực của mình bắn xe tăng rồi. Thì tất cả cối 82 rồi 14, 17 cái thứ nó bắn, nó tập trung hết vào đấy. Nó bắn vào trận địa mình. Bắn vào trận địa. Và chính là chỗ cái ổ chốt bọn tôi đang thực hiện. Thế là các đồng chí bảo thế này chết mất này, không biết làm cái nào. Thế may quá thế là ở trên, xung quanh đơn vị đấy thì toàn tre phao ở đấy nhiều mà. Thế nó không ảnh hưởng thì đến anh em mấy đâu. Nhưng lúc đánh xong lúc thì tôi cũng thấy bảo bây giờ lại tiếp tục về được. Vì khẩu súng sau khi bắn xong anh ấy, thì anh Hòa anh cầm khẩu súng. Thế tôi quay lên đơn vị bảo bây giờ lên đơn vị chẳng có ai cả. Thì lúc kiểu vừa đánh nhau xong ngay kiểu mất hết thông tin liên lạc mà chị. Tức là trên C3 thì vẫn còn người trên, các bảo vẫn còn người ở đây, là anh em vẫn còn đây chứ không phải rút gì. Thế bảo là cứ đứng đấy đến cảnh giác ạ. Đến lúc mà đến sáng thì bắt đầu thấy đơn vị rút hết rồi. Đến lúc tôi xuống thì tôi cùng tôi với một anh nữa là đi xuôi sau cuối cùng của đơn vị. Cứ dọc đường sắt này đi là không nhìn thấy ai cả. Thế bảo chắc đơn vị sau khi xuống lên đang đông rồi. Thế lúc anh Thủy anh liên lạc của tiểu đoàn đấy, bây giờ anh nghe được tưởng là tôi là được bắn là sẽ đăng báo cho thủ trưởng không phải. Thế anh Thủy bảo không phải, đây là của anh Hòa anh bắn. Anh Hòa bắn súng của tôi. Vâng, anh Hòa bắn súng của tôi. Vâng, thế là câu chuyện như thế chị ạ. Thế là bây giờ tôi vẫn ở đây, coi như anh giữ phát đài. Thế khi ngày xưa là nhà anh đã ở đây rồi. Vâng, nhà tôi dưới này chị ạ. Những cái quả đồi này nhưng vâng, mà dưới thấp hơn. Vâng, thấp hơn. Vâng. Thấp hơn thì vâng, bây giờ vẫn đất nhà mình. Vâng, vẫn đất. Thế bây giờ làm cái nhà lên đây để cao hơn, nhìn cho rõ. Vâng, cao hơn nữa là toàn bộ cái tôi trồng vườn rừng mà chị. À. Cái là lên đây luôn. Vâng. Tôi là thế cái pháo đài có phải của nhà anh không? Không, pháo đài là của quốc phòng của chị. À thế là vâng. Tưởng cái pháo đài của nhà anh đốt ở Nhật Pháp, thì Nhật Pháp mà chị. À. Vâng. Tôi là đúng là sinh ra lên đất này, tôi năm nay 62 tuổi. Vâng. Chúng là 62 năm ở đất này. Thế khi mà chiến đấu thì gia đình anh ở đây thì đi đâu? Gia đình chuyển bên Bái chị ạ. À. Vâng, mới đầu chuyển về ngã Ba Cát Lem. Nhà thì nói chị này, nhà là 6 anh em, thì 4 anh em đi bộ đội. Thế là lúc đi là anh trai đang lái xe ở quân khu 2 KB, thì đón nhà về dưới bên Bái. Còn tôi vẫn trực tiếp. Đón là đón từ bao giờ anh? Đón sau năm 79. Có chiến sự xảy ra. Đánh nhau xong mới vâng, đi. Nhau, vâng. Thế cái lúc tôi đang hỏi cái lúc đánh nhau ấy thì nhà anh đâu? Nhà thì chuyển gia về đình ấy. Gia đình chuyển về chạy về dưới Yên Bái thôi. Chạy theo thôi. Chạy sao hôm theo? Nào? Chạy hôm nào? Chạy là hôm 20, 19. À, ghê nhỉ. Tức là cũng đa số như thế mà. Tức là nghe các anh nói ấy, thì không phải là ngay lập cái chỗ này thì không phải ngay lập tức 17 nó đã sang. Mà sang nó chỉ có hỏa lực với lại xe tăng thôi. Bộ đội mình kiềm chế dân mình kiềm chế là đi trước này này. Đa số trẻ con đi trước. À. Trẻ con mà các cụ bà già đi trước. Bộ binh các thứ. Các ông già, các bố là ở lại. Tức là kìm nó lại để cho mình dân mình chạy thì thật sự là tôi ngồi đây tôi vẫn thấy đang rất là vòng quanh chưa hiểu cái địa hình như thế nào. Mình sẽ tìm hiểu sau vậy. Vâng. Rất là cảm ơn anh. Và khi đánh nhau thì là nhà mình đây. Đánh nhau xong mình lại về đây. Tôi lại về đây luôn. Như thế thì là cũng là một cái lý do vì sao mà bộ đội mình rất là kiên cường. Tôi là Cao Thanh Thủy, nguyên là chính trị viên phó kiêm chủ nhiệm chính trị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bảo Thắng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, và đã nghỉ hưu cách đây 10 năm.
thì trong cái giai đoạn mà những năm trước năm 1979 ấy, thì gia đình tôi là cũng gốc dân ở Lào Cai này, đều là những học sinh được đã tham gia học tập ở tại trường trung học phổ thông số 1 Lào Cai, ngày đó là trường cấp 3 Lào Cai. Và cái địa bàn của thị xã đây là chính là quê hương nơi tôi sinh ra lớn lên. Thì bố mẹ tôi cũng là những người đã tham gia thời kỳ chiến dịch Điện Biên Phủ. Ông là bộ đội, bà là du kích, tham gia tiểu phỉ và tham gia chiến dịch giải phóng Lào Cai. Thế thì nhà cũng có cái nền nếp đó. Thế khi mà năm 78 sau khi học tốt nghiệp lớp 10 xong thì tôi lên được nhập ngũ. Khi tình hình chiến sự lúc bây giờ là nó bắt đầu căng thẳng rồi. Những sự kiện người Hoa trở về nước thì ùn ùn kéo lên Lào Cai. Thế và đi qua cái cầu Kiều này, qua cửa khẩu này. Thế và tình hình hai bên rất là căng thẳng. Thì đơn vị chúng tôi được bắt đầu được thành lập. Thì ban đầu là gồm có tiểu đoàn bộ và 4 đại đội trực thuộc. Đại đội 1, đại đội 2, đại đội 3 bộ binh, và đại đội 4 là đại đội hỏa lực trực thuộc của tiểu đoàn. Thế và bên cạnh các đơn vị được thành lập ấy, thì tỉnh còn có 2 trung đoàn. Trung đoàn 192 ở bên đường Nhạc Sơn, đường Nhạc Sơn này, ngay bên trái của đơn vị. Và trung đoàn 254 là khu vực ở bản Lầu, bản Việt. Mỗi một huyện thị, ở biên giới này thì đều thành lập là có một tiểu đoàn bộ đội địa phương. Hồi đấy đơn vị chúng tôi đều là bộ đội địa phương hết. Từ hai trung đoàn, kể cả hai trung đoàn của tỉnh và 8 tiểu đoàn trực thuộc cũng đều là quân địa phương. Riêng tiểu đoàn 5 thì là chịu trách nhiệm là đảm nhiệm phòng thủ tại pháo đài này. Là ngày xưa pháo đài là do Nhật Pháp xây dựng, nhưng sau này thì mình đã tiếp quản sau khi giải phóng Lào Cai. Thì đơn vị đã được giao nhiệm vụ án ngữ ở đây và phòng ngự trên tuyến này. Thế thì khi mà thành lập thì đơn vị là chúng tôi cũng đã đứng chân là tại cái khu vực cách đây khoảng mấy trăm mét, là cái khu vực trại giam K30 này. Khi mà tập kết ở đây, cái núi hôm qua mình vào ấy, K30 là trại giam. Chính chỗ đấy, ngày xưa là trại giam. Vâng. Và đơn vị khi về tập kết về đấy thì bắt đầu tổ chức là huấn luyện, xây dựng trận địa, toàn bộ xây dựng trận địa từ pháo đài này cho đến hết đồi Ba Dốc và giáp cống số 3 là giáp với trung đoàn 254 phòng ngự bên kia. Thì đơn vị là xây dựng trận địa, thời gian đó huấn luyện rất là ngắn thôi, thời gian cấp tốc huấn luyện chỉ khoảng độ 1 tháng thôi. Đấy, huấn luyện để chiến đấu, toàn bộ anh em thì đều là phần lớn là học sinh, sinh viên thì, và một số ít là tái ngũ. Và xây dựng đơn vị thì ở đấy, địa bàn này, sau đó thì đơn vị khi mà xây dựng trận địa xong thì đến ra mắt thành lập đơn vị là ngày 24 tháng 9 năm 1978 là thành lập đơn vị, lễ thành lập. Thì đơn vị ở đây thì chúng tôi là có con em của các dân tộc của thị xã Lào Cai, thị xã Cam Đường, của huyện Văn Yên và thị xã Yên Bái là thành lập thành một cái đơn vị tiểu đoàn này. Khi mà đơn vị tổ chức ra mắt xong thì bắt đầu về là tình hình chiến sự đã căng thẳng rồi. Và tất cả anh em bắt đầu chuyển lên chân chốt, tức là toàn bộ xây dựng các hậu cứ ở phía sau của các cái trận địa, là hậu cứ của tiểu đoàn và của các cái đại đội. Khi mà chiến sự xảy ra thì đúng vào đêm hôm đó, đêm 17 tháng 2 năm 1979, thì vào khoảng độ nửa đêm, tức là cái ca tôi đang gác là ca 11 giờ cho đến 1 giờ, thì nghe thấy tiếng súng nổ và tiếng đại bác, tiếng pháo, tiếng mìn, và từ hướng của Mường Khương, hướng của bát sát rộ lên rất là lớn. Thì tôi đã báo cáo với lại chỉ huy tiểu đoàn là tình hình căng thẳng và súng nổ rất nhiều nơi. Thì thủ trưởng đơn vị báo là đã chiến đấu rồi, tình có chiến tranh xảy ra rồi. Tất cả anh em đơn vị là cơ động lên trên chốt để chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thì trong quá trình đó thì đêm hôm đó thì thực ra đêm hôm trước ấy, thì là Trung Quốc đã sang, chúng tôi được biết sau này kể là mới biết là cả các khu vực khác, chỗ chúng tôi thì chưa, nhưng mà ở cái khu vực Bát Sát là Trung Quốc đã cho quân sang. Khi mà mình tổ chức chiếu phim cho bà con xem thì họ đã trà trộn sang rồi. Đấy, trên Mường Khương hôm sau thì cũng đã có hiện tượng là Trung Quốc đã sang, thì ém sang quân sang từ hôm trước. Hôm sau rạng sáng ngày 7 tháng 2 thì họ bắt đầu bắc cầu Phao trên sông Nậm Thi này và bên sông Hồng này, thì hai cầu Phao đưa quân, đưa xe tăng sang. Bên kia thì trên đồi cao, các điểm cao là họ toàn bộ pháo án ngữ từ trên các cái trận địa trên cao, thế họ cao hơn mình. Bên đơn vị chúng tôi thì thấp hơn. Cái trận chiến đã xảy ra cực kỳ khốc liệt. Và ở đại đội 1 này, nơi tại pháo đài này là chỗ đồng chí Văn này, là đơn vị đại đội 1. Cái đại đội 3 là chỗ Yên Ngựa, và cho đến tận cống số 3 là chỗ đồng chí Thủy đây. Đồng chí Thủy là tham gia chiến đấu rất nhiều và được tặng
cái huy chương tuổi trẻ anh hùng bảo vệ tổ quốc nhỉ. Đấy, thế thì còn đồng chí Long là đại đội 2 là ngay phía sau của đại đội 3. Đấy, thì đơn vị thôi tiểu đoàn bộ thì là phía sau, cũng phía sau của đại đội 3 này. Thế vào toàn bộ quan tiến tất cả các hướng. Thì đại đội 3 là đội chủ công. Đại đội 1 bên trái cũng là đội chủ công phía trước. Nhưng mà trang bị của đơn vị thì lúc bấy giờ được trang bị của một tiểu đoàn chiến đấu, nhưng mà vũ khí là trang bị tương đối hiện đại so với thời điểm bấy giờ. Nên cho nên là chúng tôi mới có thể trụ được lâu hơn. Toàn bộ chúng tôi là chiến đấu trong một đội hình là có công sự trận địa, mình là được ẩn nấp. Còn bên phía đối phương là toàn bộ đội hình bộ binh bộ. Cho nên là cái thương vong họ sẽ rất lớn. Trong quá trình chiến đấu đó thì đại đội 3 là tổn thất, hy sinh nhiều hơn. Trong đó trực tiếp đồng chí đại đội trưởng, đồng chí Phạm Xuân là đã hy sinh trong khi mà tổ chức trong bộ đội đánh trả, đánh lui nhiều đợt tiến công của địch. Và đồng chí, sau đó thì đồng chí Phạm Xuân là đại đội trưởng. Thế còn đồng chí trung đội trưởng là đồng chí Dương Trung Kiên và đồng chí Triệu Tiến Châu, hai đồng chí trung đội trưởng. Thì đồng chí Dương Trung Kiên tổ chức trung đội chiến đấu, và trực tiếp là chỗ đồng chí Thủy này sẽ nói chuyện kỹ hơn. Là đồng chí nó chiến đấu cực kỳ dũng cảm, sử dụng tất cả các loại vũ khí của bộ binh để đánh trả địch, bị trúng đạn vào chân và đồng chí vẫn tựa vào hào, đặt chân vào thành hào bắn trả địch, cho đến lúc mà anh em kiên quyết là đưa về phía sau thì đồng chí mới về. Thế nhưng mà do bị mất máu nhiều thì đồng chí đã hy sinh cách đây khoảng độ 500 mét ở dưới, khoảng một cây số ở dưới chỗ cầu đen, trong và phía sau là phải đưa về trên này. Thế trong đó thì đại đội ba là hy sinh nhiều hơn cả chỗ tiểu đoàn bộ. Nhưng tôi cũng một số đồng chí hy sinh là bị trúng, chủ yếu là hy sinh do trúng pháo của địch, pháo nó bắn xuyên qua hầm, sập hầm. Và các đồng chí Hà, đồng chí Ngô Hồng Thanh là những chiến sĩ thông tin của tiểu đoàn bị trúng đạn pháo này, hy sinh. Thế trong cuộc sống cực, trong cái cuộc trận chiến đấu đó là vô cùng là cam go quyết liệt, đánh đẩy lùi nhiều đợt tấn công của địch. Và trong quá trình chiến đấu thì cái chỗ đại đội 3 đã nhiều lần giữ được cái sân bóng trước cửa đại đội. Thế nhưng mà khi mà nó chiếm lại được thì đồng chí Triệu Tiến Châu là báo cáo lên tiểu đoàn thông qua thông tin ấy, là thủ trưởng ơi, nó lại lấy mất cái sân bóng của tôi rồi. Thì là đồng chí Giảng là chính trị viên của tiểu đoàn ra lệnh là bằng mọi giá tổ chức cho bộ đội lấy lại, chiếm lại sân bóng, giữ vững trận địa. Thì đồng chí lại tổ chức chiến đấu, thì trực tiếp ở đó đồng chí Châu, đồng chí Thủy, các đồng chí đã tham gia. Thế còn khi mà chúng tôi tổ chức chiến đấu đó thì nhân dân đã một phần, bộ phận các cơ quan của tỉnh đã sơ tán về Yên Bái rồi. Lúc là tỉnh Hoàng Lê Sơn mà thủ phủ là về Yên Bái. Gia đình tôi thì bố tôi là chuyển về dưới đó, nhưng mà mẹ và các em thì vẫn ở trên này. Cho đến khi mà chiến tranh xảy ra thì 18 mới bắt đầu mới chạy, và cũng theo cái đường của cam đường và về dưới bên đêm là đi tàu về đến Phú Lu, rồi đi tàu về Yên Bái. Nhân dân thì lúc bấy giờ cũng mới đơn vị, có đơn vị trụ ở phía trước này thì nhân dân phía sau là sơ tán. Còn các cái đơn vị tự vệ như là tự vệ của khu phố Lào Cai thì có trung đội tự vệ chỗ anh Hoa đấy, chỗ bác Cáp là trung đội trưởng, thì cũng phối hợp chiến đấu với đơn vị đã tiêu diệt. Như vậy là trong trận chiến đấu đó thì đơn vị đã tiêu diệt được nhiều sinh lực địch. Thế thì cơ lượng, số lượng thống kê thì chính xác thì khó. Thế nhưng mà chính xác là 3 xe tăng thì bắn cháy 2 chiếc, một chiếc là bị hỏng. Người ta bắn hỏng. Thế còn cái hỏa lực của ta thì bắn trả sang bên kia biên giới. Thế rồi là đánh đội hình bộ binh của địch nó tiến công lên. Lực lượng địch rất là đông, có thể nói là đến lực lượng của nó là hàng sư đoàn thẳng hướng tiến công của đơn vị, nhưng không phải là trực tiếp tất cả không sang, mà nó theo cái chiến thuật là đầu nhóm người dài. Lực lượng phía trước có lực lượng thê đội 2, lực lượng thê đội 3. Cái lực lượng phía trước này qua không được, lui lại thì đội sau lại lên để tiếp ứng lại thay cho cái đường trước. Thì trong quá trình chiến đấu đó thì đơn vị đã chiến đấu trụ được lên 17, 18 và đến sáng ngày 19 thì buộc phải rút, bởi vì là cái lượng và lương thực, đạn dược thì không thể nào mà tiếp ứng kịp được. Nên là khi mà đồng chí Trương Văn Minh là tiểu đoàn phó, chính trị viên phó tiểu đoàn về bộ chỉ huy tiền phương ở Làng Giàng để xin ý kiến của bộ chỉ huy, thì bộ chỉ huy đồng ý cho đánh là vừa đánh vừa rút, vừa đánh vừa phòng ngự, tổ chức lực lượng đánh địch. Thì trong quá trình là đêm ngày 19 thì bắt đầu đơn vị rút quân, thì đơn vị đã tổ chức một số trận đánh nữa, như ví dụ như trận tập kích pháo binh ở dưới chỗ Trại Gà. Thế và xuống đến Cầu Mi thì tổ chức một cái trận đánh phục kích ở Cầu Mi, trận chiếc thủy lại tham gia cái trận đánh đó. Thế thì địch trong thời gian nửa tháng thì quân địch tiến công
là bị lực lượng của tiểu đoàn và các đơn vị chiến đấu là ngăn chặn, vừa đánh vừa rút, cho nên là trong thời gian đó nó chỉ xuống được đến đất Phố Lu là cách đây khoảng 30 cây là không thể tiến xuống được nữa. Thì sau đó là khi Trung Quốc tuyên bố rút quân, rút quân thì đơn vị bắt đầu lại tiến lên và trở lại chốt chặn ở vị trí pháo đài này. Có một cái trận mà tập kích pháo binh ấy, thì ở đây có ai biết không? Có anh Sương ở đại đội 4, anh ấy lại là nhà đang ở dưới Phố Lu vậy. Anh lại không ở đây. Cái trận tập kích đấy mọi người không tham gia nhưng mà có nghe không? Có nghe kể về cái trận không? Kể cái trận anh Thủy. Thủy thì là mình, nhìn thấy. Anh nhìn thấy xong về báo cáo. Anh rút về sau. Anh rút về sau cái trận đấy đấy thì. Cái gì nhỉ? Cái trận tập kích pháo binh ở. Cái pháo binh ấy mà lúc em rút về thì em đi là em húc vào ấy. Xong em đã định bắn bọn nó thì em lại phát hiện ra có cả bọn bộ binh nữa ấy. Có một khẩu AK mà định coi như chiến ấy. Cũng ấy. Lúc nghĩ thì một mình tôi là đi dọc theo, tức là cái hướng từ đường sắt đã nhìn thấy quân địch rồi. Bốn chiếc xe tăng nó vào quần thảo cái ga Phố Mới rồi thì đã nhìn thấy rồi. Bộ thì đi dọc cứ theo cái hướng đồi nọ lồi kia thì dọc theo đường sắt đấy, song song với đường sắt đi thì đến ngang vào Vạn Hòa thì phát hiện ra cái trận địa pháo binh của địch đóng trên cái nhà của Thái rồi. Cái bãi bằng mặt bằng ngày xưa trường học ở đấy. Thì mình đã đang ở bên mé bên này rồi thì bảo tí đã lên đến ngang thì mới tia sang bên đó. Thì mình rút theo thì nó cũng không làm được gì mình. Một mình nhưng mà đi đến đấy. đến lưng chừng dốc thì bắt đầu phát hiện ra thuốc lá và vỏ bao lương khô của Trung Quốc. Mình đã nghi ngờ và rón rén đi vừa cảnh giác cao thì đi một đoạn nữa qua cua thì bắt đầu phát hiện ra một đơn vị của nó đang là ngủ trưa. May nó ngủ trưa đấy nhỉ. Đúng là lúc khoảng 11, 12 giờ trưa lúc nóng nắng chói chang. Thế là phát hiện ra thì biết là bên này một cánh quân của địch nữa. Đi trên cứ đồi nọ, đi đồi kia. Một cánh quân của nó là ở đường sắt, dọc đường rừng sắt và bờ sông là chúng nó tiến. Thế là đương nhiên là một mình thì không thể chiến được. Vẫn còn tiếc. Tiếc. Đấy thì chắc là mình đánh là đánh cái đám đấy. Cái pháo binh của nó là tập kích là nằm ở chính chỗ nhà Thái rồi. Cái mặt bằng đấy. Ừ, trên cái đồi đấy. Trường học Hoa Kiều. Trường học. Anh ấy mới rút gần như sau cùng rồi. Thì chính cái đơn vị pháo binh này ông đi lấy nước. Xong quay lại thì đơn vị rút mất rồi. Hoa Kiều bên là có hai trường. Một trường tiểu học của Trung Văn Hòa. Một trường tiểu học của chuyên chỗ chuyên học. Tức là tiểu đoàn mình lại còn có một cái trận là tập kích pháo binh của nó nữa. Cái trận phục kích ở Cầu Mi. Hôm nay cũng xít chết ở cái trận ở Cầu Mi. Xong rồi mấy trận đấy ông ấy lại cứ bảo là ông ấy chỉ ấn tượng nhất cái trận đầu tiên bên này thôi. Trận này mới là trận lớn nhất thôi. Còn cái về sau mình chỉ là vừa đánh vừa rút. Sau ông bảo Liều Kiều ông ấy không cần nhớ. Những cái trận sau thì nó cũng bình thường thôi. Nhưng mà ấn tượng thì đúng ra là trận chiến đầu tiên thì ai cũng nhớ. Đúng rồi. Mà nó dài hơn. Không liệt nhớ mà nó dài hơn. Cái trận thời gian nó kéo dài hơn mới lại nó vừa và nhiều lần hơn nhất và đồng thời là kéo dài nhất chứ còn trận Cầu Mi thì thực ra diễn biến nó rất là nhanh thôi mà. Thế rồi trận Cầu Sung thì mình chỉ là tập kích bắn bằng hỏa lực cối 60 vào đội hình địch thôi, cho nên là nhớ thì cũng nhớ nhưng không chi tiết không sâu như cái trận chiến đấu lần đầu tiên không thấy hoành tráng mấy. Trận đấy thì anh Sương là đại đội phó trực tiếp chỉ huy trận đấy, còn đơn vị cái trận mà đánh khốc liệt nhất là phòng ngự từ pháo đài này trên cái đồi Ba Dốc. Đơn vị C1. Cái trận đầu tiên nó diễn biến ra quá nhiều các cái tình huống, nó diễn biến ra quá nhiều cái cảm xúc và để nó ghi nhớ mà có lẽ không bao giờ quên được, bởi vì nó quá ấn tượng. Bây giờ. Chứ còn nếu mà ác liệt thì thực ra nói phải là những thời đi hang Làng Lò ở bên Hà Giang thì ác liệt nhưng mà lại không nhớ bằng cái trận đầu tiên là sĩ quan đặc công tham gia trận đánh Hà Giang nữa. Hà Giang rồi những trận đi trinh sát nọ kia rồi đánh điểm nọ điểm kia thì nhưng mà ác liệt nhưng mà... ngày sang hang Làng Lò là đặc công rồi ấy. Vâng. Thì em đi có sang đất địch không? Có chứ, em chủ yếu là nhằm nhiệm vụ đi trinh sát mà. Trinh sát là sang tận bên kia. Vâng, cứ đi được khoảng một tuần. Sang mình đi trinh sát ở bên đất địch ấy. Chủ yếu em ở Yên Minh. Còn bà Yên Minh thì đi vượt ở cái mốc 14 là nhiều. Trung đoàn lúc đó là trung đoàn thì giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn đi hướng đó là nhiều. Thì làm nhiệm vụ nhiều ở cái mốc 14.
Vì bên đấy nếu như mà có tấn công bằng bộ binh ấy, thì cái hướng bên đấy thì nó sẽ thuận hơn. Chứ bên này, bên Thanh Thủy này thì đá ấy các thứ như thế thì không thể, đúng không? Đặc công thì chỉ bao giờ cũng chỉ được dùng lực lượng nhỏ. Nhưng mà tập kích đánh từ, tức là cái nguyên tắc là đánh từ trong đánh ra, đánh lở hoa trong lòng địch, mà dù dùng lực lượng ít nhưng mà chui vào giữa đánh trong lòng địch, đánh bung ra trong đánh ra ngoài lực lượng thì bao giờ dùng cũng rất là ít thôi. Chị hiểu rồi, ý là vì sao mà đơn vị lại hay phải đường sâu đi sang cái phía Yên Minh chứ không phải phía Thanh Thủy? Bởi vì nếu như mà nó có tấn công mình ở đường biên ấy, thì cái hướng Yên Minh ấy, nó sang mới là kinh bộ binh ấy. Thì bọn em đi ra đằng sau để xem nó có tập trung quân không, quân lương các thứ, đúng không? Đi tìm xem có những cái vị trí để nó chuẩn bị làm bàn đạp nó tấn công sang. Chứ phía bên Thanh Thủy này thì nó không sang được. Thế Thanh Thủy này nó hiểm hóc như thế, nó chỉ chiếm những cái vâng đấy, cũng chỉ cái kiểu như thế thôi, pháo kích rồi rồi lấn từng cái rũ hốc đá này kia các thứ vậy thôi, chứ không tấn được cái kiểu. Đơn vị thì do cấp trên người ta chỉ huy, người ta giao nhiệm vụ và người ta bố trí sắp xếp. Thế còn cái cụ thể lúc đó là lính của trung đoàn thì trung đoàn cũng trải dài trên mặt trận rất là rộng, chứ không phải là không, đi rất là nhiều nơi, địa hình rộng lắm, từ Thanh Thủy đến Quản Bạ, Yên Minh đi hết. Đi trinh sát sâu thế có mà gặp người quân địch bao giờ không? Đương nhiên là gặp có nhiều chứ. Nhưng mà nguyên tắc của bộ đội đặc công là trông thấy địch thì tránh địch. Tức là mình thấy được nó phải vì sao? Nó không được nhìn thấy mình. Có trường hợp là bất khả kháng không? Không, chưa gặp. Tức là gặp địch thì mình chủ động, bao giờ cũng lé tránh, gặp dân địch mình cũng lé tránh mà. Nếu bị nó nhìn thấy là thất bại đấy. Đúng rồi. Cái tổ của tôi đi thì chưa gặp, nhưng mà đồng chí trụ cái này ở bây giờ là T-34 đã từng bị ngựa vũ trang của địch, tức là gặp dân trông thấy người già đi làm lương rồi, thì mình không lỡ lòng nào, không bao giờ bắn người dân của địch cả. Rồi thế cho nên lé tránh, nhưng mà lé tránh thì nó đã trông thấy mình rồi, nó báo cho biên phòng. Thế là biên phòng của nó vác ngựa đuổi theo, thế là mình phải lé tránh thôi, nguyên tắc không để lộ mình đấy. Cho nên là chúng không phải là không bắn được địch đâu, nhưng mà lúc đó là nguyên tắc không nổ súng, trừ trường hợp bất khả kháng. Nhưng đúng chúng rồi. Tôi chưa dính trường hợp nào bất khả kháng cả. Thế là giỏi đấy, không dính là giỏi. Thế thì chính xác công đi đó. Rất là nhiều, nhưng mà đều lé tránh được địch. Thì sang bên địch thì mục tiêu của nó là ở cái giai đoạn của đơn vị cụ thể thì rất là nhiều nhiệm vụ chứ không phải không đâu. Có những đơn vị đi tìm cái vị trí là có thể là ém lương thực rồi là vũ khí sẵn để khi cần thiết là cho người sang là đặt vào cầu vào mục tiêu để phá. Thế có đơn vị đi tìm mặt trận trận địa pháo binh, xe tăng hoặc để radar của địch để đánh. Thế đơn vị tôi đã tổ chức đánh được radar pháo binh của địch này, radar của địch này, trận địa pháo này. Nhưng mà đấy những đơn vị là của trung đoàn nhưng mà không phải của đơn vị trực tiếp của tôi. Đã lập những chiến công rất là nhiều. Chính xác cho người ta hả? Chính xác về báo lại tọa độ đó ở vị trí đó để mà đơn vị tổ chức cái đó thì thuộc lĩnh vực cấp trên người ta chỉ đạo giao nhiệm vụ cho người ta là thám báo. Phải hơn nó gọi mình là thám báo, mình gọi nó thám báo, kích thám báo đấy. Đúng rồi, nó gọi thám báo. Trung Quốc ta sẽ gọi bọn tôi là thám báo đấy. Bây giờ cho hỏi anh em cái là sau cuộc chiến ấy thì về thì anh em đồng đội mình của cái tiểu đoàn 5 ấy có những cái hoạt động gì đó, hội cựu chiến binh. Vâng. Cái này thì báo cáo mấy chỗ Union Việt Nam. Anh Cầm. Sau khi sau 79 thì anh em chúng tôi một số đồng chí được cử đi đào tạo phục vụ lâu dài. Còn một số đồng chí thì chuyển ngành. Sau 4 năm 8 tháng là chuyển ngành và nghỉ về địa phương. Đến năm 1992 thì rất tình cờ cũng là tái lập tỉnh Lào Cai, thì anh em mới phát hiện nhiều gương mặt thân quen trước đây đã từng đội với mình, từng chiến đấu cùng với mình. Em là gợi ý một số anh em mà có lẽ ta tổ chức buổi gặp mặt đi. Thì lúc bây giờ chủ quan thì lúc đó tôi cũng làm một cái cơ sở rất là nhỏ, điều kiện kinh tế có một tí. Thế thì báo anh em, nói về anh em người chỉ đi xe ôm, người nào cái nọ kia rất nhiều để mưu sinh. Thế thì anh em phát hiện ra bảo thế thì các anh cứ báo đi, báo được bao nhiêu thì sang làm tổ chức.
Thế sang năm 93, chúng tôi tiến hành tổ chức gặp mặt anh em. Buổi đầu tiên, hoan hỉ lắm, phấn khởi lắm. Những gương mặt ngày đấy nhiều người đã già rồi, những đứa đã rụng răng rồi. Nhưng mà nó phấn khởi, nó ôm nhau, nó gào thế, nó sung sướng. Buổi gặp mặt đó cũng được hơn 100 chiến sĩ. Wow. Tại một hội trường rất nhỏ nhưng mà đông. Đông lắm, là hào khí lắm, kể chuyện râm ran. Thế lúc đó thì một số anh em, nó gọi là tiền sáng lập của hội, cũng nghĩ là nếu có mô hình như thế này, anh em có lòng nhiệt tâm như thế này, có lẽ chúng ta thế này tổ chức thành cái hội. Thế cũng lấy ý kiến anh em là anh em đồng ý thành lập hội, mục đích chính là để thăm nhau, biết nhau thôi, chứ chưa thành một cái gì ghê gớm đâu. Và sau đó thì năm thứ hai, năm 94 tiếp tục gặp lần nữa, lại tổ chức thông báo anh em gặp lần nữa. Thì lần này là bỏ lớn, nhưng mà để cho cái hội của ta duy trì hoạt động một cách đều đặn mà nó có ý nghĩa, thì ta phải thành lập một cái tổ chức cho nó cụ thể rõ ràng, cái ban này nào, và tìm cái tên, sau đó là phải soạn thảo một cái người gọi là quy ước trong bộ đội, cũng gọi là điều lệ, người gọi là quy ước chung, để cho anh em căn cứ vào cái quy ước đó, quy chế đó để mà thực hiện, để mà hoạt động. Thì lúc đó thì đến năm 94 thì chúng tôi đã tiến hành soạn thảo xong một quy chế hoạt động của đơn vị, thì thành lập năm 93. Sớm năm 93. Lúc đó thì hào khí lắm, anh em hào khí lắm, xa xa gần gần. Thế thì cứ như thế hoạt động. Sau đó là quy định là cứ không phải là cái hội gặp mặt thường niên nữa. Cái từ gặp mặt thường niên thì nó làm cái gì đó không anh em lúc nào cũng mới quá, không phải. Nó phải thành một cái tổ chức. Vậy thì phải đi xa một bước, viết thành quy chế, đi xa một bước là thành một quy định đại hội nhiệm. Thành lập các đồng chí làm có đầy đủ năng lực, đầy đủ nhiệt huyết thì tham gia cái ban liên lạc đó, thành lập một cái hội và có ban liên lạc. Thì lúc đó thì sau khi chúng tôi trên Lào Cai thì thành lập được cái hội, cũng sửa đổi nhiều tên lắm đấy. Đầu tiên là hội đồng binh, hội đồng đội, sau hội đồng ngũ, sau cùng vài ba lần đại hội xong chuyển đi chuyển lại cái từ cho làm cho hợp nhất thì gọi là từ đồng đội, vì trong đó có cả những đồng chí đã từng đi trước mình 2 năm làm cán bộ, người ta cũng tham dự với mình, thì không thể gọi là đồng ngũ được, người ta đi cùng mình đâu đồng ngũ, phải gọi đồng đội cho nó chung mà nó có cái đúng ý nghĩa hơn. Thế từ đó là chúng tôi thì hoạt động đến sau khi trên Lào Cai, chi hội Lào Cai, mới gọi là chi hội Lào Cai, hội đồng đội chi hội Lào Cai, khi cường chi hội Lào Cai thì ở Yên Bái người ta phát hiện ra trên Lào Cai các những tổ chức được cái hội như thế không, tại sao chúng mình trước này chúng mình không làm. Thì Yên Bái cũng tức tốc anh em tới đó cũng tiến hành tổ chức làm cái hội, cũng lấy tên hội đồng đội tiểu năm khu vực Yên Bái. Và Văn Yên thì nó thấy thế thì nó là thành lập muộn nhất, nó là 96 nó thành lập, thì nó bảo thế thì nó cũng thành lập, bởi vì Văn Yên nó có 2 đại đội thì nó cũng thành lập. Thế thì đại đa số là người đồng bào nhưng mà người ta cũng nhiệt tình lắm, thế lập xong thì gọi là hội đồng đội tiểu đoàn 5 kiên cường Văn Yên. Thế thì ba cái đại đội này, ba cái khu vực này có hoạt động đều đặn như thế, năm nào cũng 3 năm tổng kết đại hội một lần, 3 năm tổng kết đại hội một lần. Thế còn năm nào cũng tổng kết sinh hoạt đánh giá công tác trong năm, năm nào cũng phải công tác đánh giá công tác trong năm. Thế còn 3 năm này tổ chức đại hội một lần để rút kinh nghiệm và để xem đồng chí năm nay có đủ tư cách tham gia ban liên lạc hay không, đóng góp ra thế nào, phản ánh tình hình hoạt động ra sao. Nên là anh em hào khí lắm. Đến năm 2018 chúng tôi theo nguyện vọng một số anh em, vì nếu cứ để hoạt động như thế này thì nó vẫn chưa đi vào một cái chỉ đạo chung, chưa đi vào một cái mối cụ thể. Thế bây giờ mình muốn tổ chức một cái gì lớn hơn hoặc thì nó khó, không có ông nào đứng lên chỉ đạo nó khó, thế phải có một người nào đứng lên chịu xào cái nó đấy chứ. Thế thì ba cái chi hội khu vực tiến hành họp bất thường, mời nhau họp bất thường ở khu vực Lào Cai và thống nhất thành lập cái ban liên lạc của tiểu đoàn 5 kiên cường, bây giờ mới gọi là ban liên lạc của tiểu đoàn 5 kiên cường. Chứ đó là ban liên lạc của hội khu vực Lào Cai, khu vực Văn Yên, của Yên Bái thôi. Nhưng là hợp nhất ba đảng. Bây giờ trước là ra đảng, bây giờ nhất là một đảng chỉ đạo thôi. Ba khu vực. Thế thì thứ nhất là lập cái ban liên lạc tiểu đoàn 5 kiên cường.
thì trong ban liên lạc này, trong hội này có 3 khu vực. Một là khu vực Lào Cai, Lào Cai kéo dài từ Bảo Thắng. Hai là khu vực Văn Yên, là toàn bộ khu vực của huyện Văn Yên. Ba là khu vực Yên Bái, là toàn bộ thị xã Yên Bái. Hiện tại bây giờ thì báo cáo với chị là chúng tôi hoạt động vừa rồi là kỷ niệm 40 năm 2018, tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập tiểu đoàn. Chúng tôi nhập ngũ ngày 8/10/8. Thế nhưng mà đến 24/9 mới ra mắt, mới đủ con người, mới đủ nhân lực để tham gia đứng mới gọi là một thành tiểu đoàn. Thì lấy cái mốc đó là ngày 24/9/1978 và ngày 24/9/1918 là tròn 40 năm kỷ niệm ra mắt. Thì báo cáo với chị mấy anh là hôm đấy thì phải nói là cũng được chính quyền địa phương giúp đỡ. Câu đầu tiên nói nhỉ, phải được chính quyền địa phương góc độ về chính quyền thì các anh rất nhiệt tình ủng hộ. Vì lúc đó thì chúng tôi cũng đã phải thành phố soạn thảo hết rồi, cũng phải lược hết tất cả cái xấu nhất mà cái gì lợi nhất. Bởi vì chúng ta cái tiểu đoàn 5 Kiên Cường này nó thuộc con em của tỉnh Lào Cai, tỉnh Lào Sơn cũ, mà những cán bộ tỉnh mình chưa biết, chỉ nghe nói thôi. Thế vậy thì chứ biết không phải là do người ta mà là do mình. Mình thiếu với khâu tổ chức, mình thiếu với cách quản lý. Thế do chúng tôi quyết định là phải lập một cái tờ trình nhân dịp kỷ niệm 40 năm, làm một cái tờ trình gửi cho các vị lãnh đạo cấp tỉnh, cấp thành phố, từ cấp đảng ủy, chính quyền, thế rồi địa phương, nơi mình tổ chức, mình định cho anh em tổ chức ở đó. Thì mình mượn ngay cái điểm mà trước đây là tiểu đoàn bộ nằm ở đây, mà khu vực này là khu vực ngay dưới mới đây, thì mượn cái hội trường của ủy ban. Thì báo cáo hôm ấy mà tôi sang thì cứ nghĩ là thôi đợt này anh em tổ chức cho anh em cho nó mỹ mãn đi, cho anh em mời tất cả các phu nhân đến tham dự mà. Có cái đặc biệt là phu nhân thì phải giữ nguyên bản sắc. Nếu anh là người Dao phải mặc đúng người Dao, anh là người Thổ thì mặc đúng người Tày, anh là người Nhắn mặc đúng người Nhắn, không được mặc cái gì khác các phu nhân đấy. Thế còn chị em phụ nữ người đa số thì yêu cầu mặc áo dài, còn anh em thì các đồng chí là sĩ quan thì đeo hết quân hàm quân hiệu, còn binh sĩ thì mặc hết quân phục. Nói chung là đẹp đạt được những cái yêu cầu, nhưng mà nó còn ngoài sức tưởng là vì này. Khi chúng tôi cũng đề cập mấy ủy ban phường thì các anh lấy cái mục đích của chúng tôi làm cái tiêu chí hoạt động trong cái tháng đấy, làm cái kế hoạch hoạt động trong tháng đấy. Tôi giật mình lắm, bởi vì nhưng mà người ta hậu trường thôi mà có làm cái gì mà ghê gớm đâu. Thế nhưng mà nó đưa vào là một sự kiện hoạt động của phường. Khi mà tôi đây thôi, tôi một Thủy hai anh em xuống làm việc cụ thể mới đảng ủy, mới ủy ban nhân phường, thì khi mình đưa ý kiến người ra thì người ta nhận lời ngay, bắt tay nhận lời và sẽ ủng hộ 100%. Trước mắt là gì, về nhà nghỉ này, về hội trường này, về tiếp tân này, thế rồi là loa đài này, rồi khánh tiết này. Không bảo thế này thì người ta làm hết rồi mình mất rồi, lý do làm sao ấy nhỉ, sao lại người ta làm được mình nhiều thế này. Một lần trước mình cũng đổ đại hội mà có được nhiều thế đâu, mà có được sự nhiệt tình của các chính quyền địa phương ngay đâu, nhưng đợt này sao được nhiều thế. Anh em tôi bàn hóa ra cái tờ trình của mình nó có hiệu lực như thế đấy. Bây giờ họ mới nghe thấy mình, bây giờ họ mới thấy được cái tỉnh Lào Cai này trước năm 79 ấy, cũng có một cái đơn vị bộ đội, đúng từ nhá, bộ đội địa phương. Chứ còn trước đó cũng có, nhưng mà nó chỉ là dân quân du kích thôi, dân quân du kích Văn Bàn, dân quân du kích Bảo Thắng, dân quân du kích của Tam Đường thôi, Lào Cai thôi, chứ không có bộ đội. Cái từ bộ đội thì nó trang bị ghê gớm lắm, chứ không có. Thì mãi sau đó cái tờ trình đó thì họ nhận ra thì hóa ra Lào Cai, tỉnh Hoàng Sơn cũ, nó có một cái đơn vị, có một tiểu đoàn bộ đội. Thì đúng bây giờ thì sau cái tờ trình đó thì các cán bộ của chính quyền thì họ cũng lưu ý hơn, họ điện hoa xuống rồi là điện trực tiếp xuống hỏi thăm, rồi là có cần cái nọ cần cái kia không. Nhưng tôi không cần cái gì cả, chúng tôi đến mà mời thì mời đến dự thôi, chúng tôi chẳng cần cái gì. Bởi vì bây giờ chúng tôi cần cái gì, trả lời là không cần cái gì cả. Bởi vì anh em sau khi về đời thường chính phần đa là tham gia nhà nước, tôi cũng kiếm tới con số nghỉ hưu cũng tới khoảng 6-60%, nên cái nhận thức của anh em nó cũng rất là chuẩn.
ngoài ra cái phong trào đồng hội nữa, giúp cho nhân dân rõ được cái nào đúng, cái nào nên làm. Và từ đó thì cái phong trào hội ngày càng tốt hơn. Và chúng tôi chuẩn bị tới đây năm 2023 cũng vẫn kỷ niệm 45 năm. Hôm đó chắc là sẽ có lời mời tới Liên minh Việt Nam lên tham dự. Lúc đó là vì báo cáo với Liên minh Việt Nam là chúng tôi không biết, chương trình hôm nay là gặp mặt đây, nên là cũng không chuẩn bị được một cái gì cả. Đây là ngẫu hứng trẻ nói chuyện thôi. Chứ còn đúng là mình làm được này mà có tư liệu thì phải có một kịch bản tốt, làm trình mới hay. Nhưng chúng tôi sẽ hứa là từ giờ đến 2023 để nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đơn vị, chúng tôi sẽ lên trực tiếp một số đơn vị cũ. Cái chốt chúng tôi báo cáo với chỗ Uyên Liên Việt Nam là có mời cũng không đi được vì nó cao lắm. Nó toàn 300 với 400, 300, 400 không cao được. Đến từ đây mới là 685 mới nữa, còn cao đến 400 là sao bằng 685 thì tốt. Thế thì được, thế thì có lẽ là họ cho mời trước, mời trước mình lên để, nhưng mà cho chính xác đi trước ra. Cái món chính xác là công là phải đi trước ra, đi trước để xem lên xem trận địa trên, lên xem Thanh Thủy Hà Giang. À, tôi còn đi trước cả khi bộ đội gỡ mìn cơ nhá. Vâng, trước khi làm còn cao hơn tôi nghĩ đấy. Đi là còn chỉ được bước trên những cái hòn đá anh em địa phương người ta dẫn đường đấy, chứ không được. Cái thời gian anh em đến bây giờ thì họ chúng tôi đã có khoảng cỡ trên gần 300 phóng viên tham dự cũng đông đấy. Có lẽ là như này này, nghe cái câu chuyện của anh về tiểu đoàn ấy thì tôi nghĩ rằng là cái này tôi sẽ nhấn mạnh cái nội dung này để làm gì, để cho những cái tiểu đoàn bộ đội địa phương khác qua đây là một cái bài học để đưa được cái hoạt động của mình, cái chiến công của mình, cái truyền thống của mình truyền lửa lại cho con em mình ở chính cái địa phương mình, và cũng là để cho chính quyền địa phương người ta có điều kiện được tri ân anh em mình đối với cả những người đang còn sống. Chứ không phải chỉ là cái ngày 27 tháng 7 hay những ngày lễ Tết thắp hương rồi đặt vòng hoa ở nghĩa trang. Bởi vì anh em mình đang còn sống cũng rất nhiều mà. Thì cái tiểu đoàn 5 không chỉ kiên cường trong chiến đấu mà cũng rất hoành tráng trong đời thường đấy. Đây cũng là một cái điều mà tôi nghĩ rằng là nói về kiên cường, mình rất kiên cường nhưng không có nghĩa là các tiểu đoàn khác họ không kiên cường. Nhưng họ đã không làm được cái điều mà các anh làm sau khi trong cái thời hậu chiến. Đặc biệt là nghe anh nói từ những cái năm 90 mấy mà mình đã làm được như thế thì đấy là một cái điều nó rất là quý. Bởi vì thực ra những năm 90 mấy đấy có khi thậm chí mình còn không nói đến cái từ Trung Quốc ấy. Nó là một cái vết thương da non nó còn chưa mọc ấy. Cho nên là người ta, mình rất là gì mà các anh đã tập trung nhau lại để đạt được cái hoạt động nhớ về cái những cái đấy, thì tôi nghĩ nó rất là quý. Và ở cái tỉnh Hoàng Liên Sơn cũ thì tôi biết là mình có 8 tiểu đoàn, 8 tiểu đoàn địa phương, tức là trực thuộc các huyện, xã, huyện thị. Thì không hiểu, không hiểu là cái 8 tiểu đoàn đấy, không, 2 trung đoàn riêng nhé. Hai trung đoàn và tám tiểu đoàn. Vâng. Thì hai trung đoàn thì mình có nghe rất là nhiều rồi. Đó là nó trực thuộc của tỉnh. Còn 8 cái tiểu đoàn thì là nó thuộc huyện thị. Thì cái dịp đi Lào Cai này thì Hải Yến được gặp 2 tiểu đoàn. Bên này thì ít nhưng mà có mấy người thôi, nhưng có thể nói là về cơ bản nét hoạt động cũng như chiến đấu của tiểu đoàn thì mình có thể hình dung ra được. Và đặc biệt là mình đang ngồi tại trận địa, thì tí nữa tôi sẽ mở cái bản đồ ra tôi xem là nó đang không, chưa hiểu, chưa mường tượng ra. Nhưng mà hôm qua mình đi vào cái khu gọi là khu K30 á, vâng đấy, thì mình có nhìn thấy cái dãy núi, có nhìn thấy cái dãy núi thì mới bảo là ồ đây nó có cái dãy núi, hóa ra chính là cái đồi Ba Dốc đấy. Vâng, các anh thử nghĩ xem có cái chỗ nào mà mình từ xa có thể quan sát được, vì núi nguyên tắc đến gần là không chụp được ảnh nữa. Lúc nhìn ra cầu, ra cầu à, ra cầu là thấy được, đến tôi nhìn cầu quay được có đúng điểm cao 300 400, cái một đúng rồi. Mình lia từ pháo đài này lia đến tận cây ba này đấy, là thấy là thế cái đồi. Bây giờ là mình đứng ở đâu để ra đến cầu khu mới à, đi sang cầu khu mới. Cầu này thì không nhìn được, cầu này thấp. Nhưng mà nếu lên trên pháo đài này thì thấy được những gì? Lên pháo đài thì có khi lại không thấy được vì là cái cây nó cao, cây nó mất khuất, đúng rồi, nó không nhìn được. Thế còn ở đây nhá, thì đây là cầu Cốc Lếu này, cầu Cốc Lếu
thì cái đường đường tàu của nó đi cầu Kiều ấy là đường cầu Kiều, đây là đường tàu ngay dưới chân này, chạy dọc theo sông này và đi ngay dưới chân đường này. Cái sông này là sông gì? Sông Hồng. Sông Hồng. Trên sông Hồng này là ngã ba sông Nậm Thi và sông Hồng. Bên phải là sông Nậm Thi, bên trái là sông Hồng. Kia thế tàu chạy đây à? Tàu chạy dưới này. Từng chạy nó phía bên này chứ nhỉ? Tàu chạy đây xong là sang qua cầu Kiều. Cầu Kiều chạy qua sông Nậm Thi. Có đoạn đấy thì biết rồi. Đến cái đoạn cửa khẩu thì biết rồi, đoạn cầu Kiều cái thứ biết, nhưng mà đoạn dưới này. Thế là đường sắt chạy đây à? Đúng rồi, ngay dưới chân đấy ạ. Ngay dưới chân này luôn. Thôi tí nữa thì dọc này luôn. Tí nữa ra. Cái đường dưới như này. Rồi tí nữa sẽ ra xem cái chỗ nào nó quang quang mà có thể. Thế cũng chưa rồi anh chị lấy cơm nhé. Ăn ở đây hả? Làm nào để ăn được? Bây giờ cắm cơm nấu cơm ăn thôi. Tức là khi tổ chức một lần mà kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị thì đơn vị đã huy động được hơn 200 cán bộ chiến sĩ. Đấy, từ các nơi, kể cả các nơi khu vực ngoài tỉnh cũng về được. Riêng các đồng chí chỉ huy tiểu đoàn thì tuổi năm nay đã gần 90 rồi. Hai đồng chí điện xuống thì vẫn còn sống ở dưới Nam Định. Đồng chí chính trị viên là đồng chí chính trị viên phó nhưng mà không lên được. Còn đồng chí tiểu đoàn trưởng thì đã mất do bệnh trọng. Thế còn từ khi mà tổ chức sau khi chiến tranh ấy, ngoài những hoạt động đó ra, cái tổ chức hội như anh Long nói ấy, thì đơn vị là đã tổ chức hàng năm về nghĩa trang liệt sĩ ở thị trấn Phú Lu. Và cái nghĩa trang liệt sĩ ở Nam Cường là nơi đồng đội còn một số đồng chí nằm ở đó để tổ chức là viếng nghĩa trang. Và năm nay thì đơn vị là sẽ phối hợp với huyện, ủy ban nhân dân huyện, khi mà tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ người ta sẽ thông tin để cho mình xuống để phối hợp cùng thăm. Thế còn là cái đó là nghĩa tình. Đừng. Còn đối với lại đồng đội thì có những đồng chí sau khi mà đã đưa về các nghĩa trang hoặc là còn nằm ngoài nghĩa trang thì đơn vị đã phối hợp với chỗ cho anh Sơn trung đội trưởng, thì là trực tiếp là các đồng chí cán bộ chiến sĩ đơn vị đã cùng với gia đình lên trên này để chuyển mộ liệt sĩ từ đây về dưới Yên Bình cùng với địa phương tổ chức theo nghi lễ trọng thể với nghĩa tình đồng đội. Đấy là những cái mà anh em trong đơn vị là luôn luôn tâm niệm đối với những đồng chí như liệt sĩ, những đồng chí đã ngã xuống, mình còn được ngày hôm nay cũng là ơn các đồng chí đó. Cho nên là cái tình nghĩa của đồng chí đồng đội thì anh em vẫn trước sau vẫn trọn vẹn nghĩa tình. Và có một cái điều mà trăn trở của anh em đây là trong cái rất nhiều năm rồi, cái thế hệ trẻ các cháu bây giờ không biết gì về lịch sử, không biết gì về cuộc chiến tranh đã ai bị chỉ cả một cái mà anh em rất suy nghĩ khi mà tổ chức các cái lần mà nói chuyện truyền thống hay những cái lần mà để mà cho các cháu nó biết được. Tất nhiên mình không khơi gợi là lịch sử đâu, nhưng cái gì là lịch sử thì mình phải biết để sau này các cháu nó còn hiểu được, biết được các thế hệ trước đã có những người đã hy sinh nằm xuống, có những người còn sống đây nhưng bây giờ về đời thường không ai biết, không biết như nào. Nhưng mà cái lo nhất anh em là chính cái tâm nguyện cái đó, những suy nghĩ làm thế nào để cho thế hệ trẻ mình ăn được học về lịch sử, hiểu biết được lịch sử dân tộc. Nhớ chuyện ngày xưa là để cho cuộc sống hiện tại tốt đẹp hơn và hướng đến một cái tương lai tươi sáng hơn. Có nghĩa là lúc nào thì ngày nay cũng phải tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai nhất định phải tốt hơn ngày hôm nay. Vâng. Nghe thì thấy vừa nãy vừa mới nhìn thấy nhau thì chào chị Yến và Uyên Uyên Việt Nam thì là biết anh Long là người là một cái khán giả đã đăng ký kênh cũng khá lâu. Vâng. Thì cũng muốn trao đổi với các anh thêm về cái tình hình hiện nay. Ví dụ như là vừa rồi bạn vừa chia sẻ đấy là các cháu bây giờ nó không quan tâm lắm đến lịch sử. Vâng. Thì mình ở đây nó là một cái thành phố vùng biên, nó giáp luôn bên kia là Trung Quốc và bên này là Việt Nam. Ngay cả vợ chồng thì cũng có lúc là cãi nhau. Vâng, thậm chí là như người châu Á là đánh nhau luôn đấy. Vâng, nhưng mà ngày mai thì câu chuyện nó lại khác. Vâng, tức là qua cái cơn nóng giận vợ chồng thì rồi nó cũng qua đi. Thế nhưng mà đối với quốc gia thì nó không chỉ là cái nóng giận mà nó là những cái quyền lợi của các quốc gia. Cho nên khi mà cái quyền lợi mà nó bị xung đột, nó mâu thuẫn thì nó xảy ra những cái can qua như vậy, thiệt hại, và nó cũng là những cái mà đau khổ cho cả hai dân tộc, đặc biệt là đồng bào vùng biên như các anh đây là vùng biên, nhà cửa thì tan nát, chạy ngược chạy xuôi,
rồi anh em mình có những người còn sống nhưng cũng có những người hy sinh rồi. Ngày nay trong một cái quan điểm mới, một cái cách nhìn mới và của cả thế giới chứ không riêng gì Việt Nam hay là Trung Quốc, mà nó là một cái quan điểm của cả thế giới, tức là đa phương và cùng phát triển, tức là phải chấp nhận những cái khác biệt. Thì ở đây mình với Trung Quốc thì thực sự là mình cũng không có khác biệt. Lý do là bởi vì là ông cũng xã hội chủ nghĩa, tôi cũng xã hội chủ nghĩa, ông cũng đảng cộng sản, tôi cũng đảng cộng sản. Thì tức là mình không có cái khác biệt. Nhưng ở đây nó chỉ là cái mâu thuẫn quyền lợi quốc gia. Và cái đó thì rất khó có thể trung hòa được. Đúng không anh? Rất khó có thể trung hòa, rất khó có thể thỏa hiệp được. Mà chỉ là để đạt tới một cái nó lớn thôi. Thế thì như Hải Yến lên đây thấy núi liền núi, sông liền sông, bà con hai bên vui vẻ qua lại. Bây giờ đang Covid thì tạm dừng lại các loại, không riêng với Trung Quốc mà với cả Lào, với ở Campuchia, rồi xa hơn là các nước đi máy bay mình cũng phải dừng cả. Thế nhưng mà với cái quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thì mặc dù là mình có những cái tương đồng nhưng mình cũng có những cái mâu thuẫn. Nhưng ở đây thì thấy rằng đường biên ấy, nó rất rạch ròi, nó rất rạch ròi và nó rất rõ ràng, đúng không? Khi anh ấm ức tôi việc gì bây giờ tôi cũng chưa biết, vì anh có công khai đâu. Thì anh thả cầu phao anh sang đánh tôi, tôi đánh lại. Mình cũng có sang nhà ông để mình đánh ông ấy đâu. Mình không sang. Mình là bảo vệ chủ quyền. Vâng, mình không sang nhà ông ấy. Thì là mình để bảo vệ chủ quyền của mình. Thế thì trong cái cuộc chiến này, mặc dù thế giới người ta nói rằng là trong cái cuộc chiến này họ hai bên đều tuyên bố thắng lợi. Việt Nam tuyên bố thắng lợi, Trung Quốc tuyên bố thắng lợi. Nhưng quan điểm của tôi, một phụ nữ đơn giản thôi. Anh đến nhà tôi, anh đem quân đến, anh nói anh dạy tôi một bài học, rồi sau đó anh phải rút về. Anh bị tôi đánh cho anh phải bỏ xác rất là nhiều, đúng không? Bỏ xác thiệt hại, cái đó anh không thể chối cãi được. Dù là có rửa đường hay là vân vân này nọ thì cũng không chối cãi được những cái chuyện đó. Anh vẫn phải rút về. Đường biên của tôi vẫn là giữ yên. Chứ không phải là bây giờ sau khi anh rút quân về thì tôi đang từ bờ Nam, anh đang bờ đường biên giới giữa sông Hồng, nhà anh ở bờ Bắc sông Hồng, mà anh lại nhảy sang bờ Nam anh ở, còn tôi phải lùi vào dù là nửa mét, tôi cũng không đồng ý, đúng không? Vẫn cứ sông Hồng là biên giới. Đấy, thì đại loại với cái những cái như thế, mặc dù là như vậy nhưng mình cũng là nước bé, cho nên tôi cũng biết là các anh ở vùng biên thì phải chịu rất là nhiều ấm ức trong một cái giai đoạn cũng khá là dài. Trong những năm từ 79 và cho đến 9 mấy khi mà mình thành lập được cái ấy đấy, thì thậm chí là mình cũng không nhắc đến quân xâm lược Trung Quốc, không nhắc đến tên. Dù rằng không ai cấm cả, nhưng mà tự nhiên mình hình như có cái ý thức, đúng không nhỉ? Có cái ý thức trong lòng là mình không muốn nhắc lại cái câu chuyện cũ. Thế nhưng bây giờ thì cả hai bên đều dường như trưởng thành hơn, và cái vết thương ấy không những nó lành ra mà nó còn liền lại thành một cái sẹo. Nó như là một cái kỷ niệm, mà đã là kỷ niệm thì dù buồn hay vui nó vẫn là kỷ niệm, và chúng ta vẫn phải nhắc lại một cách trung thực. Và nói dài suốt từ lúc đến giờ, chỉ muốn hỏi các anh là cho đến bây giờ thì trong lòng mình có một cái sự thù hận nào đó đối với kẻ mà đã xâm lược mình, đã khiến mình phải cầm súng, phải chiến đấu, phải làm những cái việc mà như chính các anh chia sẻ đấy, mình không muốn và mình cũng không nghĩ là mình sẽ làm, nhưng mà ở cái tình thế bắt buộc mình đã phải thực hiện, đó chính là cầm súng tiêu diệt kẻ thù. Thì đến bây giờ trong lòng mình có cái này không, xin được báo cáo với Nguyên thế này. Bản chất người Việt Nam mình không có gây thù với ai bao giờ, cũng chưa biết ghét ai bao giờ. Nếu người ta không tốt với mình, có hai hình thức: một là mình biết để bụng, hai là mình thì chống cự đến cùng. Chỉ có hai cái giải pháp ấy thôi, chứ còn ta không bàn sâu về chính trị. Cái tranh chấp về biên giới, thế rồi về xung đột, cái việc nó sẽ xảy ra, mà nó đã xảy ra rồi. Và việc để hàn vá bây giờ thì nó cũng đã hàn vá rồi, mà không phải đây là lần đầu tiên khi có nước Việt Nam, đây không phải lần đầu tiên, và là nhiều lần như thế này rồi, lịch sử đã nói rồi. Chỉ có điều nó ở giai đoạn nào thì người dân được chứng kiến giai đoạn đó. Cũng như gần đây thì người dân cái nhận thức về cái tri giác tốt hơn, người ta thấy được cái điều này mạnh hơn, chứ còn ngày trước còn mạnh hơn nhiều. Ngày trước còn thô sơ bằng cơm bằng cung tên thôi, nhưng vẫn làm được cái kỳ tích. Bây giờ cũng vậy thôi,
anh không đến nhà, anh đến nhà tôi chơi, mang tính tôi mời uống rượu thì hữu hảo giao hữu uống rượu. Nhưng nếu để anh đến mà có một cái hình thức khác, chúng tôi có biện pháp để tự vệ. Chứ còn về hận thù thì người dân Trung Quốc, người dân nước bạn với người dân mình giống nhau mà, có khác gì đâu, không khác gì cả. Còn ở một góc độ nào đó thì những người như chúng tôi là người lính, sau khi về đời thường chả có gì cần thù người ta, mặc dù đâu đó mình cũng mất mát, gia đình mình cũng bị mất mát, thế rồi là xã hội, rồi địa phương mình cũng bị mất mát. Thế nhưng mà cái đó nó là thuộc của chiến tranh. Đã là chiến tranh thì đừng nói là mình lúc nào cũng thắng, sẽ phải thua. Mình thua lúc nào thôi. Chính vì cái thua và thắng đó mà nhận định được rõ ràng thì mình xác định được là người Trung Quốc rất tốt. Bản chất người Việt Nam ở biên giới rất tốt. Trong cái việc giao thương, buôn bán, phát triển kinh tế, báo cáo với Nguyên liên Việt Nam cho Hải Yến, chị Hải Yến này, Lào Cai bây giờ phát triển kinh khủng, là một trong những tỉnh, 10 tỉnh nhiều ô tô nhất cả nước. Chứ nói là nhà lầu, chứ nói là các cái villa, các cái lớn chứ nói, các khu resort nghỉ dưỡng chứ nói, chỉ cần là một trong 10 tỉnh nhiều ô tô nhất thì chỉ biết là cái mặt bằng dân trí tốt hơn rồi. Thì không lý do gì người ta để ghét cái người mà đang cho tiền mình, mà bên ngọ phải không lý do gì nó ghét mình thì mình đang cho nó tiền. Đều có giao thương buôn bán, đều có liên quan đến kinh tế, thì cái vấn đề này, cái vấn đề chiến tranh, vấn đề về xích mích biên giới, chứ nọ kia thì hãy gác lại hai bên và gói súng lại, cần thiết có thể niêm phong cất đi. Để khi nào đó nếu có vấn đề gì ta lại sẵn sàng mang ra, mặc dù khi về đời thường rồi những anh em chúng tôi cũng ngoài 60 cả rồi, nhưng nếu cần thì vẫn sẵn sàng. Hôm qua mời nhiều, ngồi cùng uống rượu với nhau, nhưng vì lý do gì tôi không biết, người ta bảo ai sang đây để mang dao mang súng ở đây, thì chúng tôi sẵn sàng cũng dở bó nó ra, cũng mang dao mang súng ra để chiến đấu với các anh. Mặc dù anh số lượng đông hơn chúng tôi ít, nhưng không có lẽ chúng tôi thua. Người Việt Nam rất giỏi mưu mẹo, rất giỏi về chiến thuật, vì có cả một quá trình chiến đấu và giải phóng dân tộc rồi, nên nó dài. Nên là cái việc này thì ta không cái bàn sâu là mình có ghét người ta không. Tôi nghĩ là người ta không ghét mình đâu, mình sang người ta cũng tâm giấy mà, trừ mình làm điều không tốt ở bên đó thì người ta cũng không tốt mình cả. Ngược lại bên kia sang đây, nếu anh sang đây anh cứ đi du lịch bình thường thì hào hào bắt tay mời rượu, nhưng có biểu hiện dòm ngó là sẽ báo an ninh ngay, họ mời đi họp ngay, tập huấn lâu dài luôn, cái là rõ ràng thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Còn về đời thường rồi thì anh em tôi lính già thì cũng được cái hội thành lập, cũng có những cái lúc anh em mà tổ chức gặp mặt giao lưu hoặc là kỷ niệm những cái ngày nhập ngũ với nhau, rồi kỷ niệm bất chợt gặp nhau uống rượu nói chuyện thì cũng không nói sâu quá về vấn đề này, chỉ kể cho nhau nghe là mấy đứa con rồi, mấy cháu rồi và điều kiện kinh tế thế nào. Thế còn hôm đấy tao nhớ là hôm đấy mày đang ở chỗ đấy cơ mà, may quá mày không chết, may quá mày không chết. Thế còn những người không may sao, ơn người ta, nhờ đồng đội sản xuất mình có ngày hôm nay, thế thôi. Chúng đa phần đa là anh em không có cái ấn tượng gì là không tốt. Vâng. Tốt. À, như vậy là cũng là rất rõ rồi, người lính khi buộc phải cầm súng để vào bảo vệ ngôi nhà của mình theo một nghĩa gọi là một cái nghĩa đen hoàn toàn, như là ông Văn đây là ngôi nhà của ông ấy. Thì ông phải bảo vệ ngôi nhà của ông ấy. Nhưng mà khi mà cái can qua đã xong rồi, ông hai bên cùng gọi là win-win đấy. Ông làm tôi cũng làm, an cư lạc nghiệp, thì mình không có vấn gì để phải ghét nhau, đúng không ạ? Vâng. Thế hiện nay thì anh có tham gia mạng cho nên cũng có biết là nó có một cái, có những cái bình luận, à có những cái gọi là cái tư tưởng đấy, luồng tư tưởng bài tàu, mặc định là ghét, không cần biết, cứ tàu là ghét, mặc định là ghét. Thì anh em mình là những người vùng biên này, cái thời tiết nó thay đổi một cái mình lập tức là cái người bị ảnh hưởng ngay. Thì mình canh thấy thế nào về cái luồng tư tưởng đấy, cái tư tưởng bài tàu đó. Thực ra báo cáo như là cái tư tưởng bài tàu hoặc là các cái thế lực khác thì lúc nào nó cũng đang có mà.
kể cả những là lúc anh thân nhau nhất trên đời vẫn có cái đó. Bình thường không có giao tranh với nhau vẫn có, ví dụ như Việt Nam với Lào chẳng hạn, vẫn có cái việc đó mà. Họ ghét ông lắm, ông sợ cái gì. Cái đó là một thế lực khác để họ làm cái thông tin, làm những cái truyền thông để cho người ta ngộ nhận sẽ phải đi theo cái đó hoặc là nhất trí với cái đó. Nhưng thực tế người ta không biết cái đó là cái gì. Tôi rất ghét ông Trung Quốc, ví dụ nhé. Tôi rất ghét Trung Quốc này, tôi bài chỉ ông này, nhưng mà không biết ghét người ta cái gì. Cái ghét là cái gì mà. Thế chính vì thế thì chỉ có điều là gì? Người dân Việt Nam nói chung và những người dân ở vùng biên nói riêng là luôn nêu cao tinh thần cảnh giác. Rõ ràng phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác về mặt quân sự, về mặt kinh tế. Chả lý do gì, quân cứ mang hàng về chung ẩm này, nó phải có lý do gì đấy, sắp sửa có lý do gì đấy. Thì những người lính chúng tôi ra về thường chấp hiện được ngay thì mình sẽ có giải pháp. Còn mà để mà cũng bài xích thì không làm cái đó. Mà nếu như trong hội mà anh em mà có cái ý tưởng đó thì cũng phải cấp tốc, hoặc là trong những lần sinh hoạt phải đưa ra nói và có thể là cảnh báo anh em. Cái này lưu ý nha, nó thực mô hình đa cấp rồi, đang đa cấp, các anh lưu ý cho. Có lẽ mắc vào bẫy người ta, đương nhiên người ta dụ nhỉ, đưa một cái mồi trông rất bóng nhưng trong chả có gì, thì đi theo cái mồi đớp không bột cái vỡ tan chả có gì cả. Mình là người có lỗi chứ không phải là cái người làm cái mồi có lỗi. Người làm cái mồi, mục đích ta đưa vào đấy cơ mà, không phải có lỗi cái đó. Nên là vấn đề về cái hận thù biên giới, hận thù về chiến tranh, hận thù về người Trung Quốc, các bài xích hàng hóa thì thực ra người biên giới họ tinh lắm, họ nhạy lắm. Nhưng người biên giới là nhận thức rất rõ cái đó, ít bị mắc lại cái này, ít bị mắc cái đó. Chứ còn thế lực khác ở nó rất xa, trên báo mạng nó nghe nói thì cũng nhiều comment đưa lên lắm mà. Mình không dám góp ý, mà chả phê bình thì mình góp ý thôi, mình theo phang ra thôi. Mình chả phê bình, mình phê bình cũng là mình theo phang ra thôi. Lý do gì mình phải tranh luận người ta làm gì? Người ta hiểu đấy thì tham gia việc của người ta. Mình hiểu đến đây mình không tham gia làm việc của mình. Không ai bảo mình phải tham gia cái này đâu. Đại đa số anh em tôi đều thế cả. Hơn 100 anh em trên này là đều thế cả. Đối với chúng tôi là đều thế cả. Và dân cũng biết thế. Đúng là hiện nay thì trên các cái trang mạng nó rất là nhiều vấn đề, tạp nhiều vấn đề, chứng kiến những ý kiến khác nhau. Nhất là cái xu hướng bài ngoại là cái nào đó. Chúng tôi nghĩ anh em cũng đều theo dõi để biết mà. Nhưng mà thực ra thì những người anh em mình đều là những người đã trải qua một cái quá trình rồi. Có đến ngủ mùi rồi. Học hành rồi. Mặn có, nhạt có. Vẫn biết được lịch sử của Việt Nam, mà Trung Quốc thì đã hàng chục lần mang quân sang xâm lược Việt Nam. Thế nhưng mà từ thời Hán, Tống, Nguyên, Minh, Thành mình thì mình đối lại thì mình có mình là Đinh 79 Trần Lê. Những cái bài của những bài thơ về Nam Quốc Sơn Hà, thế rồi là Hịch Tướng Sĩ, rồi Đại Cáo Bình Ngô đã thể hiện tư tưởng của Việt Nam rồi. Thì mình biết rồi. Thế cái bây giờ là khi chiến tranh xảy ra thì tất nhiên là mình là giữ vững chủ quyền quốc gia mà, thì anh em phải cầm súng chiến đấu. Nó là bởi vì phía sau mình là gia đình, là tổ quốc, là nhân dân. Nhưng khi chiến tranh đã qua rồi thì mình không vì cái chuyện đấy mà bài xích, không vì cái chuyện đó mà mình có những cái kích động hận thù để gây lại những cái tư tưởng ấy, hoặc là lợi dụng những cái đó để mà đả kích, để mà nói xấu, thì mình không bao giờ có những cái chuyện như thế. Tuy nhiên thì cũng phải phân biệt rõ nhân dân Trung Quốc, nhân dân Việt Nam hòa hiếu hữu hảo từ ngàn đời này, sống bên cạnh nhau luôn luôn là như thế. Nó chỉ có những giai đoạn nào đó do cái triều đại phong kiến, do cái tập đoàn lãnh đạo, cái quan điểm của ta sai, cái thể ý chí cá nhân, thì cái chuyện đó là mình phải cả cái, mình phải chiến đấu. Nhưng mà với nhân dân hai nước thì chúng tôi không hề nghĩ có cái chuyện là vì thế mà ghét, kể cả là hàng Trung Quốc như hàng tốt, người ta đưa sang mình mà giá cả nó phải chăng nó phù hợp với mình vẫn đấy. Cũng như hàng của mình sang bên đấy mình nó là giao thương mà. Vì qua lại hai bên này, khi mà chiến tranh thì nó qua rồi, lịch sử thì mình không thể không ghi nhớ. Tuy nhiên là giai đoạn đã khép lại lịch sử, hướng tới tương lai để cùng tồn tại, cùng phát triển. Thì cái đó là cái xu hướng mà từng anh em tôi về đời thường luôn luôn tâm niệm với nhau, và lần nào gặp nhau thì cũng nói với nhau những điều như thế. Đúng rồi, mà ông nhìn này vừa rồi cho ông bạn tôi, anh Thủy, anh nói Cao Văn Thủy nói bây giờ lăn tăn một điều đó. Cái điều lăn tăn đó là phải thôi. Cũng như là
chỗ chị ấy mới nói, vì chúng tôi là biên giới, mọi cái việc làm, mọi cái hoạt động, mọi cái tuyên truyền đều ở trong cái kiểm soát được, nó rất nhạy cảm, nên là có thể các cháu không biết được, có lý do không biết được, nhưng tôi không chạnh lòng cái này, chúng tôi chỉ muốn làm gì, các cháu không biết thì càng tốt. Chỉ là nghĩa là nó Lao Cai thường xuyên anh an bình, từ ngày xưa đến giờ vẫn hòa bình như thế, càng tốt mà. Chỉ có điều trong lịch sử nó ghi cái để nguyên lịch sử, còn anh em chúng tôi cũng không ghen tị lắm đâu. Mặc dù mà cứ phải đi bộ đội, cứ phải về được anh này, cứ phải làm cái kia, tôi phải cái kia, thì thực ra thế thì làm sao được, dân Việt Nam thì có từ cái 28 triệu đồng bào cơ mà, đến bây giờ gần 100 triệu, còn khốn mình nhá, còn vất vả mình nhiều, người ta đòi cả thế đâu mà giá, có đâu mà giá. Thì vậy thì chỉ làm sao khi về đời thường rồi, những người lính, những người cựu chiến binh này về đời thường rồi, ta làm tốt bổn phận của ta đi, là những người lính về địa phương và bảo giáo dục con cái nó tốt hơn, đừng có liên quan, đừng có va chạm với xã hội, đừng có ăn tệ nạn, làm tốt hơn những điều mình cần làm. Chứ còn phong trào của hội thì mình cũng làm sao thì phát huy, duy trì, chứ không phát triển được, phát triển không có đâu, vì nó cứ rơi, cứ năm nay rơi một thằng, mai năm rơi một anh, thì không có nó phát triển đâu, chỉ có duy trì và làm sao cho anh em luôn luôn thăm hỏi gần nhau, luôn luôn duy trì tốt hoạt động của mình hàng năm, hàng quý và hàng nhiệm kỳ, hoạt động đều đặn tốt, thế là tự nhiên xung quanh ông hàng xóm cao hơn là ông trưởng thôn rồi đến chính quyền, à hóa ra chỗ phường của ta cũng có vài ông cũng mặc quần áo bộ đội mà cũng là lính đông, nghe như là kiên cường thì phải, thế thôi, chỉ cần người ta hiểu như thế được rồi. Chứ còn để bù đắp hoặc để nọ thì ông đi làm nhà nước về hưu có lưu hưu rồi, ông thương binh người ta trả lương binh ông rồi, bệnh binh có lương binh mà, còn hỏi cái gì quá nữa thì thực ra khó quá. Nhiều người như ông này, ông đi ông đánh nhau ông tí chết, ông chuyển tí chết ấy. Nhiều lần tí chết, chưa một lần đó, còn xa ra chết nhiều lần ấy. Nhưng mà ông về ông cứ đòn nữa thì mai nữa ông còn lành lặn, chứ không lành lặn ấy thì đất nước này, người dân này là phải nhớ ông ấy, phải ghi nhận ông đấy, chứ còn để cho ông thì bao nhiêu cho đủ. Thế nhiều cái ông khác thì đây để nói chung thôi, có đồng chí về thì cũng có một tí thành tích, chứ phải nói là không, thì vì họ có họ mới nói, nhưng mà đôi lúc thì cứ xem như mình là to nhất là nhiều nhất, rồi thể hiện trong tư tưởng có tính công thần thì tội nghiệp như đồng chí đó, thật sự là tội nghiệp, đâu đó chưa ai gần, chưa ai giúp đồng chí đó để nhìn nhận, để xem lại mình trước khi anh muốn thấy cái vinh quang đó, thì bản thân anh phải là vinh quang như vậy thì anh mới chứng minh rõ được. Chứ anh đừng nói là tôi rất anh hùng, nhưng đời thường anh có anh hùng đâu, anh đừng xem cái đó của anh là anh hùng. Trước đó anh rất anh hùng, chứ anh về thường, anh về địa phương, anh làm cán bộ, anh làm những cái lòng cốt chính cho địa phương đó, anh là được người dân yêu mến, thì cái đó mới công nhận cái chức của anh. Chứ cái chức anh tốt thì đã là anh tốt chứ, anh có nhận. Những người ta ngộ nhận, những người công thần quá thì tội nghiệp, chúng tôi nghĩ là tội nghiệp, chứ người ta không sai. Người ta không sai đâu, người ta có, người ta mới kêu và chưa được đến người ta đòi. Nhưng mà cái đòi này thì đôi lúc nó hơi nhiều quá, thái quá, nó hơi nhiều quá. Nhiều một cái như là ông bảo ông bị sức ép, ông được hưởng 1 triệu một tháng, tôi mất cả hai tay tôi nó được có 500 bên này, nếu mà tôi với cấp 3 là ông chứ, người ta có đòi đâu, đúng không? Thế những người đòi kia thì lại cứ đòi nhiều quá, được chứ cứ đòi nhiều quá, vâng. Với tâm lý là như vậy. Có anh nói chuyện này thì tôi cũng có nhớ có một vài cái cuộc nói chuyện vẫn liên quan đến cựu chiến binh ấy, thì cũng đúng là cũng có những cái cựu chiến binh của mình có những cái gọi là yêu cầu phải thế này thế kia. Thì thực ra nếu mà nói cho cùng thì mình chiến đấu ở đây như trường hợp của các anh là rất cụ thể, rất rõ ràng, đúng cả nghĩa đen luôn, là mình chiến đấu bảo vệ cái quê hương của mình, cái gia đình của mình, như ông Văn chính xác là bảo vệ ngôi nhà của mình đấy. Thì mình chiến đấu xong bây giờ mình lại đòi nhà nước trả công cho mình, nghe cũng, cho nên có nhiều những, cũng có một số bạn cựu chiến binh có ghi trên, nhất là bây giờ có cái Facebook ấy, là trên đấy nó tự do tư tưởng, ông nào cũng viết được, mạng xã hội. Vâng,
Thì ghi là kiểu như là tôi về trả tiền xương máu cho tôi được từng ngày từng kia. Nghe nó... nặng nề quá. Nghe nó đau lòng. Thật sự không ai có thể trả tiền được xương máu cho các cựu chiến binh cả. Đúng rồi. Không ai có thể trả được. Nếu mà có thì chỉ có quân đội Mỹ thôi. Vâng. Mới trả được. Nó đánh thuê, nó có tiền. Vâng. Chính được trả tiền đánh thuê. Vâng, chỉ có quân đội Mỹ mới trả được tiền thôi. Chứ còn nhà nước mình đây là mình chiến đấu bảo vệ quê hương mình. Vâng. Và bây giờ mình nói là mình phải được trả tiền xương máu. Nghe nó đau lòng quá. Đau lòng. Vâng. Thực sự thì ví dụ như gia đình Hải Yến chẳng hạn thì cũng có rất là nhiều người tham gia trong các cuộc chiến bảo vệ Tổ quốc. Và ngay cả đến bây giờ trong thời bình thì cũng vẫn là tham gia lực lượng vũ trang. Thì mình cũng thấy là nghe như thế nó không được. Không được, sai sai cái gì đó. Vâng, nó có cái gì đó mà nghe nó chua chát quá. Nhưng mà hình như anh em mình cũng cái hiểu về cái câu chữ. Có khi lại có nhiều người cảm thấy cái đấy nó là hay. Cho nên lại cũng hưởng ứng. Vâng, như tôi cũng nghĩ là khi mình đã đòi tiền công ấy. Đòi tiền công rồi đòi cái này thì đó là một cái cuộc khác. Trao đổi mua bán rồi. Vâng, nó là một cái việc khác. Chứ nó không phải là cái cuộc đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Vâng. Nó không phải, vâng, nó không phải một là... Một cái nghĩa khác nhau hoàn toàn. Vâng, đấy. Thì cũng hy vọng rằng là qua cái hội của mình, các cái hội cựu chiến binh rồi các cái hội đồng đội, hội đồng ngũ của các anh chị em thì có lẽ là cũng nên có được một cái định hướng cái tư tưởng của anh em mình ấy. Bởi vì thực ra là cái cựu chiến binh bây giờ là một cái lực lượng rất là, một thứ nhất là rất đông đảo trong xã hội, thứ hai nữa là có đóng góp rất lớn trong cái công cuộc bảo vệ Tổ quốc. Thì chính xác là các bác cũng phải có nhiệm vụ rất lớn trong bảo vệ an ninh thời bình. Đấy, cho nên cái cuộc đấu tranh trên mạng thì Hải Hiến nghĩ rằng là như các bác ở đây tham gia như thế cũng là rất là tốt. Vâng, câu chuyện của mình thì có lẽ là cũng dừng ở đây. Rất là cảm ơn các cựu chiến binh của tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Vâng, đã có những cái chia sẻ với chương trình. Và thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta có mấy ngày có mặt ở Lào Cai, được nhìn thấy một thành phố đổi mới, phát triển, và đặc biệt được gặp hai tiểu đoàn địa phương. Tôi được biết là có 8 tiểu đoàn, nhưng mà chúng ta mới gặp có 2 thôi. Thì mình đã tự cảm thấy là trong mình nó rõ ràng là mình đã có một cái lượng cái kiến thức bị thiếu hụt trước đây rất nhiều, và bây giờ được bổ sung vào đấy. Thì tôi cũng rất hy vọng qua các quý khán giả, chúng ta có thể đến tiếp tục tìm hiểu thêm về 6 cái tiểu đoàn còn lại. Và chúng ta biết rằng là cái cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới thì chủ yếu là bộ đội địa phương mà. Bộ đội địa phương và dân quân du kích. Rất tiếc là hiện nay thì chúng ta cũng đang còn có khá là ít tư liệu trong tay. Nhưng mà với những cựu chiến binh có mặt ở đây tương đối điển hình, thì tôi nghĩ rằng là chúng mình cũng có được một cái nhìn khá là tương đối tổng thể về cái tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Và chúng tôi sẽ tìm cách để giới thiệu được cái phần trận địa của tiểu đoàn 5, cái phần mà mục tiêu họ giữ. Và ở đây thì cũng hy vọng chúng ta hiểu thêm được một điều để mà truyền lại cho con cháu mai sau về cái cuộc chiến bảo vệ đường biên. Và chúng ta không ưỡn ngực để hứng đạn. Vâng, cái cách mà bộ đội địa phương ở đây xử lý đối với cái dòng nước khi mà nó tràn vào lũ đầu nguồn, đó là một cái bài học mà tôi nghĩ rằng có lẽ họ đã được tiếp thu từ cái thủa, từ cái thời Trần Hưng Đạo đánh quân Nguyên Mông ấy. Đấy, vườn không nhà trống rồi vân vân ấy. Thì mình vẫn cứ tiếp tục vừa chia sẻ vừa bàn luận để con cháu mình tiếp thu được. Có thể một ngày nào đấy nhỉ, các cháu nó trở thành các sĩ quan chỉ huy, rồi nó trở thành các nhà chiến lược. Vâng. Và chúng mình vẫn có bê nước mình đi đâu được đâu, mình vẫn ở đây mà. Và người đúng ta không vậy thôi, không giải tỏa được mà. Vâng, câu chuyện nghìn năm trước thì nghìn năm sau cũng nó vẫn thế thôi. Cấp độ nó khác, hình thức nó khác. Vâng, vâng, nhưng mà nó cũng không có gì là thay đổi về bản chất. Vâng. Và chúng ta thì vẫn cứ phải tồn tại là hiên ngang. Vâng. Một cái nước đứng trước biển. Vâng. Đông. Vâng. Vâng. Biên giới. Vâng. Cái thành viên biên giới. Và đấy. Vâng. Đấy chính là câu chuyện biên giới. Và tôi cũng hứa rằng khi nào còn sức để đi, còn có thể đi được, thì tôi sẽ đi hết cả cái đường biên của Việt Nam trên đường bộ, để chúng ta cùng
đầu tiên là tôi đã. Nói thật là tôi được nghe 10 chuyện thì các bạn cũng chỉ được nghe lại tới 5 chuyện thôi. Đầu tiên là tôi đã biết được về biên giới của mình, chia sẻ với các bạn về các cuộc chiến đấu và biên giới, và hiểu được vì sao mà cho đến bây giờ mấy ngàn năm mà chúng ta không bị đồng hóa, mấy ngàn năm mà đất đai của chúng ta hình chữ S vẫn cứ đẹp như bình thường. Vâng, chương trình của chúng ta hôm nay thì tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các anh đã cùng chia sẻ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Sau này hãy tiếp tục cùng với chúng tôi đến với trận địa của tiểu đoàn 5 Kiên Cường. Vâng, xin chào.